cho nó không 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 cập nhật nữa. Biết đéo được nó ở chỗ nào. Vào cài đặt. Đang nhìn kia người nhìn sang này đéo biết cài đặt. Nhưng không nhìn được ra nữa chị. Nên là mình không nên cài đặt nâng cao, càng cài đặt lên nâng cao lên nó lại càng đơn máy. Đúng rồi. Nó ghi ở đây. Nó ghi là cài đặt gì đấy xong rồi nó có. Không biết được nhưng mà cứ cài xong rồi cài mấy cái linh tinh này. Cứ nâng lên là nó lại càng đơn máy, tại vì nó không thể không thiết ứng được với máy ấy. Em chào mọi người nhá, không phải đơ mà là không phải đơ mà là nó cứ có nghĩa mình đang kể cả đang nhắn tin thế nó lại hiện ra luôn cái quảng cáo, một cái quảng cáo gì đấy, quảng cáo như là cái gì Flada ấy, quảng cáo mua hàng giá rẻ đây. Thu Trang ơi, em chào chị nhá. Nào mọi người đang xem thì mọi người chia sẻ cho em nào mọi người ơi. Hôm nay em xả hàng nhá mọi người nhá, hôm nay em xả nhá. Nào trước khi xả thì em mang ra một giò nào. Là một giò phi điệp này, một giò phi điệp xanh sạch giá không đồng nha. Hôm nay em sẽ xả hết nha mọi người nha. Để đón hàng mới về nào. Phi điệp xanh sạch giá không đồng nào mọi người ơi. Một thân, hai thân, ba thân, bốn thân này. Phi điệp xanh sạch này, mặt hoa sổ số này. Ok Khánh Trần em chào anh. Là mọi người đang xem thì mọi người chia sẻ cho em nào. Hai lần trên trang cá nhân và hai nhóm hội ạ. Hai lần trên trang cá nhân và hai nhóm hội nha. Và một lát nữa em sẽ xả hồ điệp khủng nha mọi người nha. Giá 60.000 nha mọi người nha. Nào quà của nhà em là một giò phi điệp xanh sạch giá không đồng nhá. Ai đang xem thì mọi người chia sẻ cho em này. Hai lần trên trang cá nhân và hai nhóm hội để ở chế độ ủng hộ mang đây cái để chia sẻ này. Vào chia sẻ đi. Ngân thẻ. Mời ngân thẻ. 14 người đang xem, em chào 14 người đang xem. Mọi người đang xem thì mọi người chia sẻ cho em nào. Hôm nay một lát nữa em cũng sẽ xả hết hàng nhá. Hôm nay em xả cực kỳ rẻ nhá mọi người nha. Đây là phi điệp xanh sạch quà mini game của nhà em hôm nay nhá. Phi điệp xanh sạch mặt hoa sổ số nhá. Quà mini game nhà em hôm nay nhá. Mọi người ai muốn sẵn hàng không đồng là một giò phi điệp xanh sạch này giá không đồng thì mọi người chia sẻ cho em. Ok này, Vân Anh Vân em nhìn thấy nhá. 14 người đang xem. Rồi nào, 16 người đang xem nào. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ nào để em chuẩn bị chơi mini game nhá mọi người nhá. Để em bấm chia sẻ nào. 17 người rồi. Đó, quà của nhà em là một giò phi điệp xanh sạch giá không đồng nhá. Trời ơi. Mọi người đang xem thì mọi người chấm tương tác cho em nào mọi người ơi. Mọi người chia sẻ cho nào. Ok này, anh Khánh Trần có chia sẻ, em cảm ơn nào. Quà của nhà em là một giò phi điệp xanh sạch giá không đồng nhá. Mọi người đang xem thì mọi người chia sẻ cho em này. Hai lần trên trang cá nhân và hai nhóm hội để ở chế độ công khai nha mọi người nhá. Nào sẵn hàng với em nào. Ok này, Hồng Hà Lê đã chia sẻ rồi, em cảm ơn nào. Mọi người ơi, một lát nữa chơi mini em cẩn thận bị ẩn comment nhá. Ok là thế Liên có nhìn thấy này. Một lát nữa chơi thì mọi người hôm nay có đơn cam không? Em ơi, Thu Trang vẫn thích đơn cam à? Đơn cam không có chị ơi. Ta lấy hai cốc vanda kia để tỉa vào xả chỉ hai thêm ở đây. Rồi Tiến Ngọc không chia sẻ có được quà không? Tiến Ngọc ơi, không chia sẻ thì không được quà nhá. Hôm nọ MIB cho chị cái gì đấy? Nào ạ, à, săn hàng không đồng để mọi người chia sẻ nào, mọi người chia sẻ cho em chuẩn bị chơi mini game nào, em chuẩn bị chơi mini game nào mọi người ơi. Đây nhá, quà của nhà em là một giò phi điệp xanh sạch 1 2 3 4 5 năm sáu thân nhá, hai thân mầm gốc đang lên nhá và ba thân tơ đang ra rất đẹp luôn nhá, xanh như rau muống luôn. Ok này, Thanh Nguyễn đã chia sẻ nào. Nào bắt đầu nào mọi người ơi, mọi người chia sẻ cho em đi nào. Nào bắt đầu em chơi mini game nào mọi người ơi. Câu hỏi của nhà em hôm nay nhá, lá gì không mọc từ cành cây nhá, lá gì không mọc từ cành cây nhá, lá gì không mọc từ cành cây nhá. Chị Trang hôm nay mày được nghỉ à? Chị Thu Trang ơi, lá gì không mọc từ cành cây. Ok này, Nguyễn Ngưỡng đã chia sẻ nhá. Lá gì không mọc từ cây ạ? Lá gì không mọc từ cây? Lá giả thì ai chả trả lời được, cứ lá giả ở ngoài. Lá gì không mọc từ cây nào mọi người ơi, lá gì không mọc từ cây này. Thanh Bình đã chia sẻ rồi. Nào câu hỏi của em là lá gì không mọc từ cây nào mọi người ơi. Lá gì không mọc từ cây? Câu hỏi của nhà em ok này. Anh Quý Nguyễn Văn đã chia sẻ lá giáo.
lá giáo, lá giáo. Anh Thanh Bình ok này, chị Thu Trang này, nào ạ, ok này, Nguyễn Linh, mọi người đừng ấn vào like nhé mọi người nhá, đừng ấn vào like hoặc thả tim cho em nhá. Lá nhựa không phải này, ok này, Quy Nguyễn Văn đã chia sẻ này, anh Văn Bình đã chia sẻ nào. Quà của nhà em là một giò phi điệp xanh sạch giá không đồng, lá cờ hay quá nhưng không phải nào. Lá lách chưa phải nhá. Lá ngọc cành vàng chưa phải nhá. Lá phổi chưa phải này. Có nhiều lá, rồi ôi lá gì không mọc từ cây, có nhiều lá lắm. Đúng rồi, đúng là có nhiều lá, nhưng mà bây giờ câu hỏi của nhà em đưa ra thì mọi người phải trả lời theo đúng câu hỏi của nhà em nhá. Lá gì không mọc từ cây nào? Lá trên chanh chưa phải này, lá phổi chưa phải này. Chị Vân Anh Vân ơi, 28 người đang xem thì mọi người chia sẻ cho em nào. Chia sẻ hai lần trên trang cá nhân và hai nhóm hội nhá, để ở chế độ công khai nhá mọi người nhá. Lá ngọc cành vàng chưa phải nhá. Lá ngọc cành vàng chưa phải nhá, Quy Nguyễn Văn nhá. Lá thư chưa phải nhá, chị Dương Thị Huệ nhá. Nào những người em đang đọc tên là bị đang hiện comment, còn những người em không đọc tên là đang bị ẩn nhá. Lá bùa hộ mệnh chưa phải nhá. Ok này, nhà tóc Mimi đã chia sẻ rồi, em cảm ơn nào. Nào mọi người đang xem thì mọi người chia sẻ cho em nào, để săn hàng không đồng nhà em là một giò phi điệp xanh sạch này, giá không đồng thì mọi người phải chia sẻ cho em hai lần trên trang cá nhân và hai nhóm hội để ở chế độ công khai mọi người nhá. Tổng cái đơn này có, tổng cái giò này có 6 thân nhá, 6 thân luôn nhá. Tính cả thân mầm gốc nhá, lá thư chưa phải này, lá thư chưa phải, lá thơ chưa phải, lá ngọc cành vàng chưa phải nhá. Nào chia sẻ thì hai lần trên trang cá nhân và hai nhóm hội nào mọi người ơi. Lá không cành chưa phải này, lá sớ hay quá, lọ lem ơi. Lá lách, lá thận chưa nghe thấy bao giờ luôn. Lá cây cau chưa phải này, lá sớ chưa phải này. Lá gì không mọc từ cây mà mọi người ơi. Nào đẩy view lên cho em đến 50 người đi nào, 50 người bắt đầu em sẽ gợi ý nào mọi người ơi. 38 người rồi nào, 50 người bắt đầu em sẽ gợi ý nào mọi người ơi. Nào lá cờ chưa phải này, lá cau chưa phải này. Quà của nhà em là một giò phi điệp xanh sạch nhá. Một giò phi điệp xanh sạch mặt hoa sổ số giá không đồng nhá. Một lát nữa em cũng sẽ xả hàng cực kỳ rẻ nhá mọi người nhá. Bông hồng sen là đã chia sẻ ok này. Nào trả lời em đi nào. Lá gì không mọc từ cây nào? Nào lá gì không mọc từ cành cây nào mọi người ơi? Lá không cành chưa phải này, anh Thanh Nguyễn ơi, lá cờ chưa phải nhá. Lá man chưa phải này. Mọi người ơi, mọi người phải viết viết đấy cho em nhá, viết có dấu cho em nhá. Lá thư tình chưa phải này. Lá diêu bông chưa phải này. Lá đủ là lá gì? Lá đu đủ, lá gì không mọc từ cây mà. 50 người bắt đầu em sẽ gợi ý này mọi người ơi. Lá liễu chưa phải này, lá số tử vi chưa phải nhá, Nguyễn Linh nhá, lá gì không mọc, lá lách chưa phải nhá. Lá liễu chưa phải nhá, chị Vân Anh ơi, nào 50 người bắt đầu em gợi ý này. 50 người bắt đầu em sẽ gợi ý cho mọi người đây này. Lá không mọc không phải nhá. Lá hoa, lá không mọc không phải này. Lá không mọc, lá số tử vi không phải nhá, Nguyễn Linh ơi. Nào 50 người rồi bắt đầu em gợi ý này, lấy cái bút đây. 50 người rồi bắt đầu em gợi ý nào, em gợi ý cho mọi người nhá. Từ đầu tiên là từ L nhá, chữ cái đầu tiên là từ L nhá. Chữ cái đầu tiên là từ L nhá. Lá lách chưa phải này, lá số tử vi chưa phải này này. Chữ L là chữ cái đầu tiên nhá mọi người nhá. Chữ L nhá. Lá bài chưa phải nhá. Lá số chưa phải nhá. Anh Minh Hồng Ngô nhá, lá diêu bông không phải nhá. Nào mọi người đang xem thì mọi người nhớ chia sẻ cho em nhá mọi người ơi, cẩn thận bị ẩn comment nhá. Những người em đang đọc comment là không bị ẩn, còn những người em đọc comment không đọc comment là bị ẩn đấy nhá. Anh Minh Hồng Ngô là lá lách chưa phải này, lá số chữ tử vi chưa phải nhá, Nguyễn Linh nhá. Anh Nguyễn Bắc, anh Bắc Nguyễn là lá diêu bông chưa phải nhá, lá lách chưa phải nhá. Nào lá gì không mọc từ cây, em đang gợi ý cho mọi người từ đầu tiên là chữ L này. Chữ L, gợi ý thế, gợi ý làm gì, ai chả biết chữ, có chữ lá. Quang Việt ơi, đôi khi lá nó lại ở xuống dưới cùng đấy nhá các bác nhá, các bác đoán thế là sai hết nhá. Chữ L là chữ cái đầu tiên nhá. Lá bài định mệnh chưa phải nhá. Tiến Ngọc, mọi người ơi, mọi người đôi khi câu hỏi, ví dụ như một cái câu hỏi người ta lắt léo nhá, ví dụ như là cái gì nhỉ? Cái gì, thịt gì không ăn được ấy. Đấy. Hoặc là hôm qua như bánh gì đấy, bánh gì không ăn được đấy. Chứ không phải là cứ từ lá là từ đầu tiên đâu mọi người. Lá cây nhựa chưa phải này, lá phổi xanh chưa phải nhá. Anh khúc cảnh là lá gan chưa phải này. Nào những người mới vào thì mọi người chia sẻ cho em nhé, để không bị ẩn comment nhá. Lá bài, số phận chưa phải này. Lá thư chưa phải nhá. Lá cờ chưa phải nhá.
Lá gió chưa phải nha, lá gió hay quá. Nào đẩy view lên cho em đến 100 người nào, 100 người bắt đầu em sẽ gợi ý nào mọi người ơi, mọi người chia sẻ cho em nào. Quà của nhà em là một giò phi điệp xanh sạch nha, 6 thân nhá. 2 thân bồng gốc đang ra và 2 thân tơ à 4 thân tơ nhá. Giá không đồng nha mọi người nha. 105 người nào, 105 bắt đầu em sẽ gợi ý này, lá bạc chưa phải này. Lá bài chưa phải này, lá bài chưa phải nha. Cẩn thận bị ẩn comment nhá mọi người nha. Lá cây lá là cái gì nào? Anh Bình Minh Nguyễn lá bùa không phải này, có mấy chữ chưa gợi ý nào? 100 người, 105 người à. Bắt đầu em bảo tao xuống. À, cái gì mà tao xuống đây? Lá cờ chưa phải này. Anh Phạm Thái Văn là tao xuống có thế nào anh ơi? À, lá su hào, lá gì không mặc được cành cây, lá phổi chưa phải này, lá tâm gửi chưa phải này, lá khoai chưa phải này, lá giả chưa phải nha, lá ngọc chưa phải nha, lá bùa hộ mệnh chưa phải anh Bình Nguyễn Minh nhá. Nào mọi người để view lên cho em nào để em gợi ý tiếp nào. Lá ngọc không phải nha anh nhá. Lá bùa không lá phải nhá. Không phải anh nhá. Long tu, trời ơi long tu không phải này. Là lá la chưa phải này. Là la hay quá. Lá chưa phải nhá. Lá phổi chưa phải nhá. Lá chưa phải nhá. Lá là cái gì nào? Lá bùa hộ mệnh chưa phải nhá nào. Những người mới vào thì mọi người chia sẻ cho em đi nào. Rồi ôi đợt này like ở đây buổi trưa ngồi nhiều quá mặt nó đen xì ra. Lá diêu bông không phải nhá, lá diêu bông không phải nhá. Quà của nhà em là một giò phi điệp xanh sạch giá không đồng, và một lát nữa nhà em cũng sẽ xả cực rẻ cho mọi người nha. Lá chuối chưa phải nhá, lá khô chưa phải nhá, lá lách chưa phải nhá, lá lách chưa phải nhá, lá chuối chưa phải nhá, anh Quang Huỳnh nhá. Lá gì không mọc từ cây, từ đầu tiên là từ L nhá. 105 người, 105 người bắt đầu em sẽ gợi ý này, 105 này bắt đầu em sẽ gợi ý này. Rồi, mọi người vào cho em đi nhá, lá lách không phải nha anh nhá, không Nguyễn Bình Minh nhá, lá hoa không phải Thanh Nguyễn nhá, lá quỳnh không phải anh nhá, lông mày là liễu không phải Nguyễn Linh nhá. Mọi người ơi lên đến hơn 105 người thì em sẽ gợi ý đáp án cho mọi người nhá. Lá chuối không phải nhá, Minh Hồng Ngô nhá. Lông mày lá liễu không phải Nguyễn Linh nhá. Lá chuối không phải nha anh nhá. Lá sen không phải anh nhá. Toàn lá sen cơ mà. Mọi người vào vào chia sẻ cho em đi, lên đến 105 người thì em sẽ gợi ý cho mọi người nhá. Nào 90 người rồi nào, 92 người rồi nào. Lá lam chưa phải này. Lá gì nào, mượn cho mượn cái bút nào. Nào em gợi ý cho mọi người này. Câu trả lời nha em ạ. À. Câu trả lời nào, 105 người, 100 người rồi nào. Em còn 5 người nữa thôi, bắt đầu lá em gợi ý cho mọi người này. Đọc đi. Lá súng không phải anh nhá. Lá thư không phải. Anh lặng thầm nhá. Mọi người ơi, các cái bộ phận trên cơ thể mọi người gạt hết cho em đi nhá. Lá hoa chưa phải, à, lông mày lá liễu không phải nhá, lá lan chưa phải nhá. À, lá hoa quỳnh nở ban ngày chưa phải này. Quà của nhà em là một giò phi điệp xanh sạch giá không đồng, phi điệp xanh sạch mặt hoa sổ số giá không đồng nhá. Để săn hàng không đồng nhà em thì mọi người phải chia sẻ cho em 2 lần trên trang cá nhân. Và hai giọng thảo thì phải Thu Hà. Lông mày lá liễu không phải này Nguyễn Linh ơi, lá trong trong tivi chưa phải này, lá giả chưa phải này. Nguyễn Văn Thành. Nguyễn Văn Thành này nhìn thấy cái comment này của bạn nhá. Bạn ơi chắc là bố mẹ bạn chắc cũng không ra gì nên dạy dạy bạn cho thành ra bạn nói thế à. Nào ạ, lá ngọc cành vàng không phải nhá. Bạn chỉ cần nói một câu thôi, hở ra một câu thôi là biết là bố mẹ bạn là người không ra gì rồi. Nào lá mầm không phải nhá, lá cờ không phải nhá. Lá gì nào, em gợi ý cho mọi người này. Câu trả lời nhà em có 4 từ nhá. Câu trả lời nhà em có 4 từ nhá. Câu trả lời nhà em có 4 từ. Câu trả lời nhà em có 4 từ. Lá diêu bông không phải này, lá diêu bông không phải phải này. Chữ L là cái đầu tiên của từ đầu tiên nào. Lá diêu bông không phải này, lá lách không phải này, lá gan không phải này. Đây nhá, quà của nhà em là một giò phi điệp xanh sạch giá không đồng này. Mọi người đang xem thì mọi người chia sẻ để săn hàng không đồng nhà em thì mọi người phải chia sẻ cho em. Hai lần trên trang cá nhân và hai nhóm hội để ở chế độ công khai nhá. Lá buồm chưa phải nhá, lá buồm chưa phải này, lá lách cũng chưa phải nhá. Lá lách chưa phải nhá. Đây là 122 người, mọi người chia sẻ cho em để lên đến 150 người em mở ra bán luôn. Lá thư này, lá thư của mẹ chưa phải này, mọi người chia sẻ cho em đi nào. Chia sẻ đi, cẩn thận bị ẩn comment nhá. Bình Nguyên mà lá tay chưa phải, trời ơi lá tay chưa nghe thấy bao giờ. Lá cọ chưa phải này, lá thư gửi mẹ chưa phải này. Lá thư gửi mẹ chưa phải nào. Lá thư gửi bạn chưa phải. Lá gì không mọc từ cây.
Câu trả lời nhà em có 4 từ. Lá gan chuột nhắt chưa phải nha. Lá gì mà không phải từ cây nào mọi người? Câu trả lời nhà em có 4 từ nha. Em đang gợi ý cho mọi người có 4 từ nha. Chữ L là chữ cả. Lá thư Trần Thế hay quá rồi. Bình Nguyễn Minh này. À Bình Bình Nguyên Minh nhá. Lá thư Trần Thế nhưng không phải nhá. Lá nón không phải này, nón lá cũng không phải nhá. Lá bùa định mệnh không phải này. Đây nhá, câu trả lời là có 4 từ. Lá vàng rụng xuống. Tâm Nguyễn ơi, viết sai chính tả rồi. Lá vàng, lá ngọc cành vàng không phải này. Lá rụng mùa thu chưa phải nha, Hoàng Mậu nha. Ôi thôi bác Hoàng Mậu ơi, riêng bác Hoàng Mậu em không cho bác săn đâu nhá. Tại vì nhà em gửi quà cho bác còn không được nhận cơ. Em tự nhiên bị mất ship đi ship về. Lá phổi chưa phải nhá, lá ngọc cành vàng không phải nhá. Lá cờ tổ quốc không phải nhá. Lá phiếu bầu cử hay quá trời ơi, nhưng không phải nào. Nào để view lên cho em 150 người nào, 150 người này. 150 người. Lá phổi trên hình này, lá thư âm nhạc chưa phải nhá, Đinh Nhã nhá. Lá dụng về cội chưa phải nhá. Quà đang ở trên à, cái câu trả lời đang ở tay em đây. Lá lách chưa phải nhá. Lá vàng mùa thu chưa phải này. À, game này khó quá. Tiến Ngọc ơi không phải nhá. Lá ngọc cành vàng chưa phải nhá. Lá phiếu bầu cử chưa phải Nam Nguyễn Đình nhá. Lá phổi chưa phải nhá. Lá phổi chưa phải nhá. Nào mọi người ơi. Lá vàng rụng xuống chưa phải nhá. Nào em gợi ý cho mọi người này, em gợi ý cho mọi người này, chữ L là chữ cái đầu tiên. Chữ thứ hai, chữ này tiếp này. Em gợi ý cái này thì nó ra luôn rồi. Chữ R là chữ cái đầu tiên của từ thứ hai, có 4 từ nhá mọi người ơi. Có 4 từ, quà của nhà em là một cốc phi à một giò phi điệp. Chữ R nhá, chữ R nhá. Chữ R là xấu quá. Chữ R nhá, chữ R nhá. Đây nhá, chữ R là chữ cái đầu tiên của từ thứ hai nhá. Lá rời lìa cành chưa phải này. Lá lừa câu view chưa phải nhá. Lá lừa câu view, việc gì em phải câu view cho các bác làm gì cho mất thời gian, em mất quà cơ mà. Lá vàng rụng xuống không phải đây nhá. Đây nhá, bác nào nhá. Bác nào không hiện comment của mình là đang bị ẩn nhá. Em thấy ai trả lời đúng thì em sẽ đưa đáp án luôn nhá. Em đang gợi ý có 4 từ nhá. Từ thứ nhất là R và từ thứ hai là chữ R nhá. Đấy ạ. Chứ không các bác lại bảo là tớ trả lời lâu rồi nhá. Lá rụng về cội không phải này. Lá rụng mùa thu không phải này. Lá rụng về cội không phải nhá. Lá rụng về cội chưa phải nhá. Anh Dương Trần nhá. Đây nhá, bác nào mà bị ẩn comment nhá thì cẩn thận nhá mọi người nhá. Ok này, có người trả lời đúng rồi này. Anh Zoom Taro à, Rota này, Zoom Rota này. Lá rụng xuống đất nhá. Lá rụng xuống đất nhá. Câu trả lời của nhà em là lá rụng xuống đất nhá. Anh Room Rota. Chúc mừng anh Room Rota nhá. Anh chụp lại màn hình cho em là đã chia sẻ cho em 2 lần trên trang cá nhân và 2 lần trên hội nhóm nhá. ID cho em luôn đi. Và cho em xin địa chỉ và số điện thoại nha. Chúc mừng anh nhá. Chúc mừng anh này. Chúc mừng anh Room Rota nhá. Lá rụng xuống đất là câu trả lời của nhà em nhá. Này. Ok này. Em chốt chúc mừng anh Room Rota nhá. Nào bắt đầu nào. Hôm nay nhà em xả nhá. Nào bắt đầu em. Lá rụng xuống đất và anh Room Rota là người đầu tiên rồi nhá. Còn bây giờ còn rất nhiều người nhá, rất nhiều người nhưng không được nhá. Nào bắt đầu nào. Em mở hàng đơn này này, 1 2 3 4 5 6 7 thân nào. Mở hàng này. 170.000 kèm số điện thoại cho em 170 phi điệp xay sạch màn hoa sổ số nhá. 170 cho cái giò này nhá. 170.000 nào. Bình thường em bán giá là 200, 201, 220 nhá. Hôm nay em bán lại 170.000 kèm số điện thoại nào. Em kết thúc mini game rồi nhá mọi người ơi. Em kết thúc mini game rồi nhá. Nào 170 kèm số điện thoại nào. 170.000 kèm số điện thoại. Ok này. Room Nota chụp ảnh lại màn hình cho em là đã chia sẻ nhá. Đã chia sẻ cho em nhá. 170.000 kèm số điện thoại nào mọi người ơi. 170 kèm số điện thoại nào. À, anh Quang Trinh hay không nhá. Anh nhắc hàng xả nhà em không bao ship được ạ. Nào 170.000 kèm số điện thoại nào. 170 này. 170 kèm số điện thoại này. Bác nào chốt thì cho em xin số. Em mọi người phải trùng với cả 100.000. Anh Huy Nguyễn này, bác mua đâu được cái phi điệp là 100.000 không mà mấy thân không ạ? À? Nào em không biết ship nào mọi người. 170 kèm số điện thoại này. 170 ok này. Em chốt cho anh Tuấn Nguyễn nha. Em chốt cho Tuấn Nguyễn nha. Anh Tuấn Nguyễn này cho em xin số điện thoại này. 170 này. Anh Tuấn Nguyễn ơi, anh cho em xin số điện thoại nào. Nó là trời cho thôi mọi người ơi, trò chơi là trời cho.
Mọi người phải đúng, trả lời đúng với cả bên nhà em nhá, chứ còn em không tính là sai đúng đâu. Tâm Nguyễn, lá lừa lá đảo. Anh Tâm Nguyễn ơi, Tâm Nguyễn ơi, em làm gì mà lừa đảo đâu, không bao ship đâu. Ok này, cho bác Tâm Nguyễn này. À bác Tuấn Nguyễn này, Tuấn Nguyễn này, cho em xin số điện thoại nào. Đây là Phi Điệp xanh sạch hàng tháng nhá. Ok này, em cho Thắng Cao Phan này, 170 này, Thắng Cao Phan nhá. Anh chụp lại cái màn hình cho em nhá. 170 này. Có, bác ấy không cho số. Đây nhá, đây là của bác này. Bác em chốt cho bác Thắng Cao Phan này, bác chụp lại cái màn hình này cho em này. Ghi đi, 0969 222. 222 376. Ok này, nào giò thứ hai rất đẹp nhá. Giò này cũng cực kỳ khủng nhá. Giò này em chốt cho Nguyễn Dũng, Hồng Nguyễn Dũng nhá. Hồng Nguyễn Dũng 170, 1 2 3 4 thân nhá. Thân này đang dài được 30 cm rồi này. Còn thân này 20 cm nhá. Đây nhá, em chốt đơn này 170 cho anh Hồng Nguyễn Dũng này. Hồng Nguyễn Dũng này 170 này, lá mít luôn nhá. Phi Điệp xanh sạch mặt hoa xổ số nhá. Phi Điệp xanh sạch mặt hoa xổ số, đây là hàng tháng nhá mọi người nhá. Này. Ôi trời ơi, có một cái câu hỏi thôi các bác ơi, cái câu trả lời nó là trò chơi thôi mọi người ơi, làm sao mà mọi người cứ phải 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 cay cú như thế ạ? À? Mọi người muốn thì ngày mai nào nhà em cũng có mini game nhá. Nào em lên tiếp một đơn nữa nào. Nào em lên tiếp một đơn này 1 2 3 4 5 thân nào. 170.000 cho đơn này là 170 kèm số điện thoại cho em. Phi Điệp xanh sạch này 170 kèm số điện thoại nhá. 170 kèm số điện thoại này, bắt nào chốt thì cho em xin số điện thoại nào. 170 Phi Điệp xanh sạch nào, mặt hoa xổ số ạ. Phi Điệp xanh sạch mặt hoa xổ số nhá. 170 nào. Lá gì không mọc từ cành? Không mọc từ cành thì lá rụng xuống đất. Ok này, em chốt cho Chu Thủy nhá. Chị Chu Thủy chụp lại màn hình cho em này, 170 này. Chốt cho Chu Thủy này, 170 nhá. Rồi ok này. Này này. Em chốt cho Chu Thủy 170 nhá. Nào em lên một đơn này nữa này, cho anh một đơn Thanh Cao Phan. Ok này, em gộp đơn cho anh Thanh Cao Phan 1 2 3 4 5 6 7 7 này. 7 thân nhá. Đây có 7 thân này, cho anh Chu Cao Phan gộp đơn nhá, 170 nhá. 170 này. 170.000 này. Nào Phi Điệp xanh sạch nhá, Phi Điệp xanh sạch nhá. Hôm em xả nhá, rất rẻ để mọi người sưu tầm Phi Điệp xanh sạch bằng hoa xổ số nhá. Một cái trọng đơn này. Nào em lên một cái đơn này nào, em lên một cái đơn này nhá. Em lên một cái đơn này cho chị Chu Thủy em chốt rồi nhá. Ok này, em chốt cho bác Lực Nguyễn này 170 nào, Phi Điệp xanh sạch nhá. Bác Lực Nguyễn này 170 này, anh Lực Nguyễn ơi. Của anh đấy nhá. Chị Dương Thị Huệ chờ em một tí nhá, em lên đơn sau cho chị nhá. 170 này em chốt cho anh Lực Nguyễn này, rất đẹp luôn này, xanh mượt luôn nhá, 170 nhá. Có nhìn thấy chị nhá, chị Dương Thị Huệ ơi. Chu Thủy ơi, 170, chị Chu Thủy em chốt cho chị rồi nhá, đúng không? Ok này, em chốt cho bác Nguyễn Nguyễn Văn Quý có đơn chưa? Nào em chốt cho anh Nguyễn Văn Quý nhá. Em chốt cho anh Nguyễn Văn Quý này 170.000 này, anh Nguyễn Văn Quý là chụp lại cái màn hình cho em nhá. Của bác Nguyễn Văn Quý nhá, bố cứ chọn nhiều thân cho con. Của anh Nguyễn Văn Quý đây này, anh Nguyễn Văn Quý đấy nhá. Các bác nào chốt 170. Ờ. Của bác đấy là của bác gì đấy? Trường Nguyễn, Trường Nguyễn. 0981. Rồi ok. Nào của bác đây là của bác ấy nhá, bác Nguyễn Văn Quý nhá. Bác Nguyễn Văn Quý này, 170 nhá. Phi Điệp xanh sạch mặt hoa xổ số nhá, cả một giò khủng luôn nhá mọi người nhá. Nào ạ. À. Chị Dương Thị Huệ ơi, em chốt cho chị Dương Thị Huệ một đơn nhá. Chị Dương Thị Huệ này. Dương Thị Huệ đây nhá, một đơn này nhá. Quá đẹp luôn này, 170 của chị Dương Thụy Dương Thị Huệ nhá. Đây nhá, rất dài và đẹp luôn nhá, chị Dương Thị Huệ nhá. Thân này nó dài 40 cm rồi này, lá thân cực mập nhá. Đây là Phi Điệp xanh sạch này của bác Dương Thị Huệ này, 170 nhá. 170.000 cho chị Dương Thị Huệ này. Chị Dương Thị Huệ nhá, em chốt rồi nhá. Phong Minh chốt thì phải cho em số nhá. Anh Quý ơi. Nguyễn Văn Quý ơi, em chốt cho anh rồi nhá. Chu Thủy chốt rồi nhá. Trường Nguyễn em chốt cho anh rồi nhá. Hàng gieo hạt hàng rừng, đây là hàng cấy mô. Ok này, em chốt cho Quân Phan một đơn nhá. Em chốt cho Quân Phan một đơn nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 thân này. 4 thân này, Quân Phan này 170 Phi Điệp xanh sạch mặt hoa xổ số nhá. Chốt cho bác Quân Phan này. Bác Quân Phan này Phi Điệp xanh sạch mặt hoa xổ số nào. Thân rất to và mập luôn nhá. Đây này, có những cái đơn này hai thân nhưng mà lá mít cực kỳ to luôn này này. Bác Quân Phan này 4 thân này, chốt cho bác Quân Phan này 170 này, nhìn thấy chưa? Mang 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 lấy mang một cái ghim hay là giấy đây. Mang ghim đây tao ghim cho Quân Phan này 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 này, em cho bác Quân Phan nhá. Đây của bác Quân Phan đấy nhá, ghim ghim ghim.
Ok này, anh Cao Thắng ơi, em nhìn thấy rồi nhá. Anh giả hạc trầm này, anh giả hạc trầm một đơn này 170.000 nhá, đơn này nhá. Thân nù rất to nhá. Bác giả hạc trần trầm nhá. Quân Phan, số mấy đấy? Rồi chốt cho giả hạc trầm rồi, anh giả hạc trầm nhá, một đơn 170.000 nhá. Phi điệp xanh sạch nhá mọi người nhá. Nào ạ. Này. Ok này, em chốt cho bác giả hạc trầm nhá. Giả hạc trầm nhá. Anh ok cho em là 170 nhá. Anh giả hạc trầm này 170 này, giả hạc trầm nhá, hai thân này nhá, hai thân này dài thế này. Quá đẹp luôn. Đây mọi người nhìn nhá. Một cái lá phải 10 cm này này, anh giả hạc trầm nhá. Ok này, giả hạc trầm này. Chị Chu Thủy cho mình một đơn nữa à? Rồi ok nhá, giả hạc trầm đơn số mấy đấy? Bố viết cho nó đi. Giả hạc trầm đơn số mấy, ghi số xong ghi tên. Nào ok này, em chốt cho anh Ngô Tuấn một đơn này. Em chốt cho Ngô Tuấn một đơn nhá, chị Chu Thủy ơi, để em tìm cho chị một đơn nhá. Đây nhá. Đây nhá. Ok này, em chốt cho bác này, em chốt cho bác gì đây? Bác Ngô Tuấn này, Ngô Tuấn một đơn này. Em tìm cho bác là đẹp đẹp đây nhá. Đơn nhiều thân đây nhá. Đây nhá, của bác Ngô Tuấn này 170 này, Ngô Tuấn nhá. Số mấy đây? Ok này, chốt cho bác Ngô Tuấn này, em chốt cho chị Chu Thủy gộp đơn nhá. Chu Thủy gộp một đơn nhá, chờ em tí nhá. Chu Thủy nào, em tìm cho bác Chu Thủy một đơn đẹp nhá. Nào chị Chu Thủy ơi, đây nhá, của chị đây nhá, bốn thân rất đẹp nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 170 5 thân à? 1 2 3. Ok này, em chốt cho chị Chu Thủy một đơn gộp nhá. Chị Chu Thủy đơn số mấy đây? Chu Thủy Lê Thế Anh ơi, rồi em sẽ tìm cho anh một đơn phi điệp nhá. Đây là phi điệp xanh sạch mặt hoa sổ số nhá, em xả nhá. Ok này, em chốt cho anh Thế Anh này một đơn thì các bác cho em số là được. Ok này, anh Nguyễn Tự em nhìn thấy nhá, thân to này. Anh Đông này, anh Đông Nguyễn Đăng này. À cho vợ anh Thế Anh lại nhá. Cho bác Thế Anh lại nhá. Em chốt đơn này cho bác Thế Anh nhá. Số 11 đúng không? Ừ. Em cho anh Thế Anh nhá, 170 này. Anh Thế Anh ơi, đây của anh đấy nhá, rất nhiều thân luôn nhá. Của bác Thế Anh đấy nhá, phi điệp xanh sạch mặt hoa sổ số nhá. Đơn bác Thế Anh đấy nhá, anh Thế Anh ơi. Chụp lại cái màn hình cho em là anh Thế Anh ơi. Ok này, anh Đông Nguyễn Đăng, anh chờ em một tí nhá. Bác Đông Nguyễn Đăng, bác Mạnh Trần chờ em tí nhá. Nào em lên cái đơn này cho bác Đông này, Đông Nguyễn Đăng nhá, Đông Nguyễn Đăng đấy nhá. Đông Nguyễn Đăng phi điệp xanh sạch mặt hoa sổ số nhá mọi người nhá. Anh Đông Nguyễn Đăng này. Số 11 đi. Hả? 11 Thế Anh nhá. Ok này, chốt cho bác Đông Nguyễn Đăng này. Bác Đông Nguyễn Đăng này. Ok này, Mạnh Trần chờ em tí nhá. Ok này, em chốt cho bác Mạnh Trần này, anh Nguyễn Tự chờ em nhá. Em đang tìm cho các bác thân rất là đẹp. Ok này, em chốt cho anh chờ anh gì đây, Minh Mạnh Trần nhá, 1 2 3 4 thân nhá. 1 2 3 4 thân nhá. Anh Mạnh Trần đấy nhá, Mạnh Trần ơi. Của bác Mạnh Trần nhá. Đây nhá, của anh Mạnh Trần đấy nhá. Của bác Mạnh Trần đây ạ. Của đơn của ai là em ghi mà của người đấy rồi nhá. Mọi người yên tâm. Mạnh Trần này. Đây của bác Mạnh Trần đấy nhá. Ok này, em chốt cho anh Nguyễn Tự một đơn nhá. Em chốt cho bác Nguyễn Tự một đơn nhá. Đây nhá, em chốt đơn này 170.000 cho bác Nguyễn Tự nhá. Bác Nguyễn Tự này, em thấy số điện thoại của bác Nguyễn Tự nhá. 14. Ờ, là 13. Thế vừa đấy viết cái bác gì là 13 đấy. Sửa đi. Ok này, bác Nguyễn Tự nhá. Chốt đơn này cho bác Nguyễn Tự này. Ok này, em chốt cho bác Thế Huy nhá. Nào em chốt cái đơn khủng này cho bác Thế Huy này. Ba thân thôi nhưng mà cái thân này lá cực to nhá, dài này, lá nó dài tầm khoảng độ gần 10 cm luôn nhá. Gần bằng một gang tay của em rồi, bằng một nửa gang tay của em này. Chốt cho bác Thế Huy nhá. Bác Thế Huy đây nhá. Thế Huy đúng không?
Anh Thế Huy nhá. Thế Huy rồi Vương Hồng Hải ơi, rồi em chốt cho chị một đơn nhá. Này em chốt cho Thế Huy này. Nào ạ, à, em chốt cho Thế Huy nhá. Rồi Thế Huy xong rồi nào. À cho anh hai đơn. Của Thế Huy hai đơn. Ok, một đơn này là một thân, hai thân, ba thân, bốn thân, năm thân nhá. Của Thế Huy hai đơn nhá. Thế Huy thêm một đơn nữa nhá. Thế Huy hai đơn. Bố cho vào cái đơn Thế Huy kia, bố ghi vào đấy cho con, lấy cái bút ghi vào cho con là 2. 170 x 2, cái đơn đấy đơn bố vừa để đấy. Ok này, Vương, chị Vương Hồng Hải ơi, em chốt cho chị Vương Hồng Hải một đơn nhá. Bố xem còn không. Ok, một thân, hai thân, ba thân, bốn thân nhá. Bốn thân nhá cho chị Vương Hồng Hải nhá. Chị Vương Hồng Hải nhá, 170 nhá. Đây là phi điệp xanh sạch mặt hoa sổ số nhá. Chị Vương Hồng Hải nhá. Vương Hồng Hải này. Chị Vương Hồng Hải 170 này. 170 tùng cao chờ em một tí nhá. Tùng cao Nguyễn Văn Quý nhá. Tùng cao chờ em một tí Nguyễn Văn Quý nhá. Sắp hết rồi nhá mọi người nhá. Em sắp hết rồi nhá. Bình thường em bán 220 nghìn nhá. Em hôm nay em còn tầm 20-30 bảng nhá. Em bán ra xả nốt nhá. Chị nào, ok này, em chốt cho đơn cho bác Tùng Cao nhá. Tùng Cao số mấy? Tùng Cao 17. Ok này, em chốt cho Tùng Cao nhá. Vương Hồng Hải 16 đấy bố. Bố cầm cái bút bố ghi vào, thì con thiếu thì bố ghi vào để chúng nó tìm đơn cho nó dễ. Ok này, em chốt cho anh Tùng Cao này, anh Tùng Cao nhá. Tùng Cao nhá, Nguyễn Văn Quý chốt cho mình một thân dài. Anh Quý ơi, anh có đơn chưa? Ok, em thấy số điện thoại của Quý rồi nhá. Này, Tùng Cao. Ok này, của bác Tùng Quý này. Bác một thân dài. Đây nhá, 170.000 cho bác Tùng Cao nhá. À bác Nguyễn Văn Quý nhá. Quý có đơn chưa? Văn Quý chưa? Đây nhá, của anh Nguyễn Văn Quý đấy nhá. 1, 2, 3 đơn nhá. 3 nhá, thân dài nhá. Của anh thì đây, 3 thân nhá. Của anh Nguyễn Văn Quý nhá. Nguyễn Văn Quý số mấy? 18 đúng không? Nguyễn Quang Trung ơi, đợi tí lên chốt cho mọi người nhá. Nguyễn Quang Trung 3 đơn nhá. Nguyễn Văn Quý này 1 đơn rồi nhá. Em chốt cho Nguyễn Văn Quý 1 đơn rồi nhá. Tùng Cao em chốt cho rồi nhá. Ok này. Nguyễn Quang Trung 3 đơn. Hết chưa mẹ? À bố ơi. Hết rồi đúng không? Đây của anh Nguyễn Quang, à kìa của anh Nguyễn Quang Trung nhá. 1 đơn đây nhá. Rất nhiều thân nhá. 1 này. 2 này. 2 này. 3 đơn đây nhá. Ba đơn đấy nhá, ba đơn này là của anh Nguyễn Quang Trung nhá. Bố lấy hết ra đây bố ơi, hết rồi, còn 1, 2, 3, 4, 5, tầm khoảng độ chục giờ nữa thôi. Đây nhá, của anh Nguyễn Quang Trung nhá. Nguyễn Quang Trung là bố ơi. Bố. Tùng Cao 5 đơn. Nguyễn Quang Trung. Nguyễn Quang Trung này. 170 x 3, số bao nhiêu đấy? Số 29. Này. Ok này, anh cái gì đây, bố ơi, bác Quy. Gia Quy Biển 5 đơn. Tùng Cao thêm một đơn phi điệp nữa đúng không? Ok này, chốt cho Tùng Cao thêm một đơn nữa nhá. Chốt cho Tùng Cao thêm một đơn nữa nhá. Anh Tùng Cao này, gộp đơn này. Gộp đơn này. Bác Gia Quy Biển 5 đơn. 5 đơn. Đây ạ. Của Gia Quy Biển đây nhá. Đây này, của bác Gia Quy Biển này, 1 này, 3 đơn đây nhá, 1 này, đây này, em đang tìm cho các bác đơn đẹp nhá, 2 này, của bác Gia Quý nhá, Gia Quý Biển này, 2 đơn này, 3 đơn nhá, đơn này rất nhiều thân luôn nhá, 3 đơn, 3 đơn này, 4 đơn nhá, 4 đơn này, 4 đơn này, đây em đang chọn cho bác đơn đẹp đây, 5 đơn nhá, 5 đơn đây là của bác Gia Quý Biển nhá, Gia Quý Biển nhá. Anh Gia Quý Biển ơi, đây là của anh Năm Giò nhá, Gia Quý Biển nhá. Viết ghim đi, không kịp đâu. Chốt cho Gia Quý Biển 5 đơn rồi nhá, anh Gia Quý Biển nhá. Ghi kịp không? Tùng Cao em chốt cho anh rồi nhá. Anh Phan Hiền chốt cho mình một đơn thân dài, anh chờ em một tí này, chọn cho mình đơn 3 Chu Thủy cho mình 3 đơn nữa rồi gộp đơn. Hết rồi. Nào em còn một ít em chốt cho chị gì nhỉ? Em chốt cho chị Chu Thủy nhá. 1 này. 2 này, 2 đơn nữa là của chị Chu Thủy là 4 đơn đúng không? Của 3 đơn là thành 5 đơn à? 2 đơn rồi, đấy thì 3 đơn nữa là 5 đơn. À rồi ok. Đây nhá, 3 đơn của chị đây nhá. Đây rồi, ok, đây rồi. Của chị Chu Thủy đây nhá, 3 đơn của chị đây nhá, gộp đây nhá.
gộp của chị cho chị Chu Thủy đấy nhá. Đây nhá, của Chu Thủy này. Của Chu Thủy đấy nhá. Lê Đình đẹp quá. Ôi anh Lê Đình ơi, em chào anh. Tùng Cao ơi, em chốt cho anh rồi nhá. Anh Trung, à Cường Heo. Cường Heo này, chị Chu Thủy em gộp cho chị thành 5 rồi nhá. Thế đơn 2 này, Tùng Cao là một phi điệp. Tùng Heo này. Nào ạ, à, Tùng Heo. Em chốt cho Tùng Heo nhá, Tùng Heo 170 này. Tùng Heo này. Tùng Heo là bao nhiêu đây? Tùng Heo đơn bao nhiêu? Đơn bao nhiêu? 21. Tùng Heo. Tùng Heo 0905 ghi đi. 0905. 0905. 15 0901 xin lỗi, 01901. 525 730. Rồi nào, ok nào. 730 nhá. Em chốt cho anh Tùng Heo một đơn rồi nhá. Anh Tùng Cao em chốt rồi. Tùng Cao ơi, hai chốt hai đơn. Ừ, rồi ok này, chị Hồng Nguyễn ơi, một thân dài. Anh Hồng Nguyễn Dũng này, Hồng Nguyễn Dũng có đơn chưa? Hồng Nguyễn Dũng cơ, còn một đơn này này. Hùng Nguyễn Dũng nhá, một thân, hai thân, ba thân, bốn thân, năm thân, sáu thân nhá, có sáu thân nhá của Hùng Nguyễn Dũng này. Hồng Nguyễn Dũng, Hồng Dũng Nguyễn. Hồng Dũng Nguyễn nhá. Đây là của Hồng Dũng Nguyễn này. Hai mấy đây? Ok này, Hồng Dũng Nguyễn này. Hàng gì về thế, đây là phi điệp xanh sạch nhá mọi người nhá, mặt hoa sổ số nhá. Phi điệp xanh sạch mặt hoa sổ số này. Anh Quy ơi, anh Quy ơi, em chốt cho anh 5 rồi, ok rồi nhá. Cho em một đơn lá mít nào, 3 tiền một bảng nào. Em bông Huỳnh nào, bông Huỳnh 2 đơn. Bông Huỳnh được một đơn rồi đúng không? Em tìm cho bông Huỳnh nhá. Bông Huỳnh một đơn nữa nhá. Hai đơn thân dài, tôi giờ lấy thêm một đơn nữa. Ok ok, bông Huỳnh nhá. Bố ơi, bố ra ngoài kia bố lấy xem ở ngoài xem còn hàng nào không. Đây nhá, đây nhá. Em chốt cho bông Huỳnh một đơn nhá. Bạn bảo là thích đơn dài đúng không? Chốt cho bông Huỳnh một đơn thôi nhá. Đây nhá. Chốt cho bông Huỳnh này. Gộp đơn này, bông Huỳnh em có đơn rồi nhá. Nguyễn Văn Quý thân dài. Nguyễn Văn Quý là anh lấy thân dài à? Hàng Thái, đúng rồi nào. Ôi dồi ôi, nhiều lắm, nhiều người chốt lắm nhưng mà hết rồi nhá. Bùi Tuấn Minh này, chốt thân dài này, Bùi Tuấn Minh này. Đây nhá, em chốt cho Bùi Tuấn Minh nhá, đơn này nhá, đơn này nhá, đơn này này. Bùi Tuấn Minh ok cho em nào. Ok cho em nhá. Đây nhá, Bùi Tuấn Minh này, Bùi Tuấn Minh này. Anh Bùi Tuấn Minh 170 này. Phi điệp, phi điệp, phi điệp, chốt cho anh chưa? Lê Thức ơi, đây bây giờ em đang tìm ra ngoài vườn tìm xem còn không nhá. Anh Thanh Phạm Công ơi, anh Thanh Phạm Công chờ em một tí nhá, em ra tìm nhá. À chị Su Su cho hai đơn hàng đẹp. Từ từ nhá mọi người ơi. Từ từ nữa nhá. Tại vì là bây giờ hàng em đang xả hàng nó sắp hết rồi. Bố chọn cho con cái hàng nhiều thân nhá. Cứ nhiều thân đẹp đẹp vào. Đây nhá, em chốt cho này, chị Su Su này, chị Su Su ơi, chị có lấy hai cái đơn này không? Chị lấy hai cái đơn này thì ok cho em nhá. Hai đơn này nhá. Đây này. Hai đơn này một thân, hai thân, ba thân này. 1 2 3 4 5 thân này. Tại vì hàng hết rồi nhá. Nào hai cái đơn này chị Su Su ơi, chị còn ở đấy đó, chị đồng ý nhá. Em bán hai cái đơn này giá là 160.000 một bảng nhá, 160 nhá. 160 cho hai cái bảng này nhá. Bác chốt thì ok cho em nào. 160 nào. 160 nhá chị Su Su nhá. 160 ạ. Không phải Su Su đâu. Bùi Tuấn Minh. Cho anh một đơn thân dài nữa nhé. Cho chụp lại. Ôi anh ơi, đang em còn đang không kịp lấy hàng đây. Em không cho chụp lại được đâu. Mọi người tí nữa xem thì mọi người để ý cho em nhá. Đây là phi điệp nhá. Chị Su Su nhá. Em làm gì đó, phi điệp, phi điệp. Mọi người ơi, phi điệp. Nào em cho Su Su này. Ờ, Trần Mạnh là thêm một đơn nữa à, anh ơi ok này. Bác Trần Mạnh nhá, em chốt cho bác Trần Mạnh đơn này nhá, ba thân này nhá. Hết hàng gì thì anh chốt quả kính. Đây ạ, à, cô Nga Hoàng này này này, gộp đơn cho anh Trần Mạnh một đơn. Nào chị Su Su hay chị gì đây, chị Su Su này, ghi đơn chị Su Su này. Ok, ok chị Su Su nhá, hai đơn 160.000 một đơn này.
Này, 160 nhá, của chị. Hàng xổ số bác ơi, hàng xổ số phi đẹp xanh sạch hồ xổ số nhá. Đây là của chị Su Su nhá, nhìn thấy số là chị Su Su chưa? 160.000 một bảng. Ok này, anh Thế Huy có đơn chưa? Em cho bác Thế Huy đơn này nhá, 170 nhá, cho anh Thế Huy nhá, gộp thêm đơn nhá. Anh Thế Huy là gộp thêm đơn này. Bác Thế Huy đây nhá, em chốt cho bác Thế Huy là gộp đơn này. Sao không chốt cho anh? Anh Thế Thế Huy em gộp đơn cho anh rồi nhá. Anh Hoàng Nguyễn ơi, sao không chốt cho anh? Hoàng ơi, Hoàng em có thấy số của anh luôn. Chị thêm một đơn. Chị Vương Hồng Hải ơi, chị lấy thêm một đơn ạ. À? Đây nhá. Tí nữa em sẽ bán xả cái hàng mà nó hơi gập thân nhá mọi người nhá. Đây nhá. Em sẽ lên một cái hàng chốt cho anh 100. Anh Huy Đình Phan ơi, anh phải cho em xin số điện thoại nhá. Nào em lên đơn cho chị Hồng Hải một đơn 170.000 này. Đơn này nha, 170 nha. Đơn này 170 phi điệp xanh sạch nhá mọi người nhá. 160. Đây lấy cho chị đơn này đi. Không đơn này, đấy, bỏ đi. Cho coi sau lưng xem sao. Bố ra lấy hết banana về cho. Cho anh một đơn thôi, chị này, chị Hoàng Hải, Hồng Hải này, Hồng Hải Nguyễn này. Hồng Hải Nguyễn nữa. Phi điệp. Đúng rồi, phi điệp nha. Vương Hồng Hải, chị Vương Hồng Hải. Chị thêm một đơn nữa, chị Vương Hồng Hải có đơn chưa? Vương Hồng Hải. Chị có Hồng Hải Nguyễn hay cái gì đấy? Sao giờ chốt gộp đơn? Hồng Dũng Nguyễn. Hồng Dũng Nguyễn, đây là chị Vương Hồng Hải cơ, Vương Hồng Hải cơ. Ở trên này rất nhiều đơn luôn. Thế Huy có đơn chưa? Thế Huy gộp chưa? Anh Bùi Minh Tuấn này, chốt cho anh hai thân dài. Rồi, Thế Huy gộp đơn. Thế Huy. Anh là Thành Công Phạm ơi, anh Thành Công Phạm ơi. Đơn của bác đấy nhá, đơn của bác đấy nhá, anh Thành Công Phạm nhá. Đơn của anh Thành Công Phạm này. Hả? Có rồi đúng không? Rồi này, anh Thành Công Phạm này, một này. Một này. Hai đơn nhá. Nào bây giờ nhá, bây giờ hàng 170 này. Thành Công Phạm này, hai đơn này, ghi số Thành Công Phạm đi này. Này, ghi số điện thoại trước đi. 0903499998. Gộp hai đơn thân dài. Mọi người ơi, chị gì, anh Nguyễn Quang Trung ơi, gộp hai đơn thân dài đẹp vào em ơi. Ok này, anh thức cho anh một đơn nhiều thân 170.000. Nhiều thân mà 170.000 thì khéo không còn luôn. Tìm nhá. Nhiều thân 170.000. Nhiều thân 170.000 thì nó ấy các bạn nhá, mọi người nhá. Nào em lên một cái đơn ra. Em lên một cái đơn siêu phẩm đấy nhá. Đơn này của hãng Kỳ Diệp là bao nhiêu? 170. Hoa gì? Nào em lên cái đơn này, anh Thành Công Phạm ơi, anh Thành Công Phạm hai đơn. Ủa bác Thành Công Phạm có đơn chưa? Thành Công Phạm lên đơn rồi đấy. Nhưng mà đưa đơn cho ok Thành Mọi Trang Remix này. Có dài không nào? Em đây em ưu tiên cho bác Lê Thức để cho anh một thân. Thế Lê Thức ơi, em lên cái đơn này nha. Bác Lê Thức có đồng ý này hay là bác nào thôi? Rồi Vũ Xuân 8 này. Chốt cho Vũ Xuân Xuân 8 Vũ hay là gì? Hoàng Hải này. Anh bảo chốt cho anh hai cốc nhiều mầm. Anh Hoàng Nguyễn ơi, ok. Em nói luôn này, cái đơn này của anh ấy nó một đơn này như thế này nhá, nó sẽ bù vào đơn khác nhá. Một đơn của bác đây nhá. Đơn này rất đẹp luôn nhá, một này. Còn anh Hoàng Nguyễn mà không đồng ý thì là thôi em chịu luôn nhá, bởi vì cái đơn này bù vào đơn kia. Đây nhá, một đơn khủng nhá và một đơn hai đơn nhá. 170.000 này bác đồng ý hai cái đơn này không nào? Bác Hoàng Nguyễn, anh đồng ý cái đơn này nhá, bởi vì cái đơn này nó 6 7 thân cơ, còn đơn này hai thân bác phải đồng ý như thế nhá, không thì em gộp cho người khác cái này. Một mà 170.000 một bảng nào, hai bảng này bác có chốt không? Hai bảng này bác có chốt được bố đừng để gộp. Đây nhá, anh Hoàng Nguyễn, anh đồng ý thì ok cho em nhá. Cho anh hai đơn em ơi, Vũ Xuân 8. Đấy, anh gì đấy, đây là anh Hoàng Nguyễn nhá, anh Hoàng Nguyễn vừa có đơn chưa? Chưa. Chưa có đơn đấy. Làm bao tiền đây? Đấy, 170 thôi, phi điệp, anh Quang Phan đây, phi điệp. Phi điệp nhá, gì đây, giò đường bao nhiêu? Nào, em bắt đầu em lên cái hàng này nhá mọi người ơi. Đây là phi điệp 5 cánh trắng lai tím nhá. Phi điệp 5 cánh trắng lai tím. Và em bắt đầu em lên nhá. Cái hàng nó sẽ như thế này nhá. Nào em bán giá này 150.000 một bảng nhá. 150 nào, 150.000 nào. Anh hỏi
không sao không nói. Ok, rồi anh Hoàng Nguyễn nhá, chốt cho anh Hoàng Nguyễn thôi nhá. Phan Đình ơi, Phan Đình, anh hết rồi, hết mất rồi. Còn nếu mà bác có lấy cái thân dài đó, này bác có lấy cái đơn này không? Không làm đọc comment. Dương Thủy Huệ ơi, em có đọc comment mà. Có thể là bị nhiều quá nhá, bị ẩn nhá mọi người nhá. Nào, bác có lấy hai cái đơn này không nào? Hai cái đơn này nhá, hai cái đơn này em lấy bác này, bác gì ơi? 150.000 một bảng nhá. Đây là thân dài đây, bác thích đơn dài đây. Ok này, anh Mạnh Nguyễn Văn một đơn gộp nhá. Một Mạnh Nguyễn Văn này gộp một đơn 150.000 này, 150 này. 150 đây nhá. Đây là phi điệp 5 cánh trắng lai tím nhá. Đông Nguyễn Đăng sao không chốt? Hết rồi bác ạ. À. Để bác lên cái em đã lên em lên cái hàng khác nhá. Lên hàng 5 cánh trắng nhá. 150 một giò nhá, cứ 150.000 một giò nhá. Em bán là 190.000, 200.000. Ok này, Cao Tùng có địa chỉ rồi nhá. Ok này, 150.000 một giò nào, 150. Ok này, chốt cho Hoàng. Anh mọi người ơi, mọi người ai ghi là gộp đơn cho em nào, tại vì nhiều đơn quá. Mọi người ghi cho em chữ gộp kèm số điện thoại nhá, hoặc là mọi người chỉ cần ghi ai chưa có đơn thì mọi người ghi là 150 kèm số điện thoại, còn ai có đơn rồi ghi chữ gộp cho em để em còn biết. Vào trong bố, trong kia lấy cho con ghi bố. Ok này, chốt cho anh Huy Đình Phạm nhá. Huy Đình Phạm nhá, 150 này. Huy Đình Phạm này, cái ghi màu trắng ấy bố. Huy Đình Phạm này 150, Huy Đình Phạm đơn mới. Huy Đình Phạm này 150 này. 150 nhá. Ok này, anh Nguyễn Quang Trung là chốt cho anh hai đơn dài đẹp tí, một đơn này. Hai đơn đấy nhá, dài đẹp đấy nhá. Hai đơn này của anh Nguyễn Quang Trung này, anh Nguyễn Quang Trung nhá. Đây của bác Nguyễn Quang Trung này. Ok này. Một ba cái ghim cơ mà. Anh Nguyễn Quang Trung nhá, chốt cho anh Nguyễn Quang Trung một đơn nhá. À quên, em xin lỗi. Chốt cho anh gì đây? Nguyễn Quang Trung đúng rồi, Nguyễn Quang Trung một đơn này. 150. Đây là 2 x 150. Nguyễn Quang Trung số mấy đây? Ờ, số 9 à. Đây nhá, của bác Nguyễn Quang Trung đây nhá. Ok này, anh Cường Heo nhá. 150 một giò. Nào em chốt cho anh Cường Heo này. Đây, bỏ vào đây. Ôi giời, cái này bị hỏng rồi. Đang lỗ mà, chứ phải đang đã sửa đâu. Mà cái ghim đầu kia vứt ra, lấy hết vào đâu. Đâu rồi? Được rồi này, bỏ ra rồi. Gửi cho ok chị Vân Anh ơi. Ok này, anh Xuân Tám này chốt cho 150 chốt cho anh hai đơn này. Anh Nguyễn Xuân Tám này, Nguyễn Xuân Tám này, 100 này chốt cho bác hai đơn này, Nguyễn Xuân Tám đơn mới nhá. Nguyễn Xuân Tám nha, phi điệp 5 cánh trắng nhá. Sửa rồi. Đây của bác Nguyễn Xuân Tám này, 150.000 nhá, 150 này cho anh Nguyễn Xuân Tám đơn mới này. À Vũ, à, Xuân Tám Vũ. Có bắt hoa không? Đây là phi điệp 5 cánh trắng lai tím này mọi người ơi. Ok này. Anh Đông Nguyễn Đăng 170.000, anh đang tìm cái đơn 170 đúng không? Đây 170.000 đây nhá, 170.000. Đây cái hàng này bây giờ nó. Đây hai cái này của thằng Xuân Tám Vũ. Thằng bao nhiêu? 150. 150 đang bán cái hàng 150. Bác nào chốt 150 này, anh Cường Heo này, chốt cho bác Cường Heo 150 này. Chị lấy hộ anh mới ghim này. Em chốt cho Cường Heo nhá, 150 phi điệp 5 cánh trắng nha mọi người nhá, lai tím nhá. Cho ghim vào cho em chưa? Làm gì còn cái kíp nào, hỏi có cho cái nào vào. Chả nào chị, nào thì có cái. Rồi, được rồi, nó cho rồi. Đó. Ok là anh Cường Heo nhá. Dạy gì? Cường Heo 154 đang like 150. Cái này là phải ghim vào ấy vào trước thì không thể là dùng được hết. Số bao nhiêu này, Cường Heo gộp đơn này. Cường Heo gộp đơn này, chị Hằng, anh Nguyễn Hoàng này em có nhìn thấy nhá, anh Nguyễn Hoàng nhá, có địa chỉ rồi nhá. Năm cánh trắng. Ok này, chốt cho Lê Thức gộp đơn nhá. Lê Thức gộp đơn nha, một đơn nha. Đây của bác Lê Thức đấy nha, hai thân này. 3 4 này, bốn thân này, Lê Thức này 150 này. Lê Thức này. 150 này. Chốt cho bác Lê Thức này. Ghi số mã số vào nhá. Lê Thức đơn mới à? Anh Lê Thức về 150 nhá. Chốt cho anh Lê Thức số bao nhiêu đây? Chốt cho bác Lê Thức này. Ok này, chờ em mọi người cứ ghi đấy nha. Ninh Xuân bao nhiêu? Ninh Xuân Trần Ninh nào? Trần Ninh 170.000 nhá. Ok nhá, 170 này chốt cho bác Trần Ninh nhá. Bác Trần Ninh nhá, Trần Ninh đơn mới đấy. Trần Ninh này 170 này. Ba mấy? 30. Trần Ninh này 170 này. Xanh sạch nhá. Trần Ninh. Ừ, Trần Ninh nhìn thấy số chưa? Bác Lê Thức chốt rồi nhá.
Zoom Baro là 2 bảng 150 à? 152 bảng, 150.000 một bảng. Trời ơi. Ok này, anh Quang Phan này, 150.000 hai đơn. Không mọi người ơi, 150.000 một bảng ấy, 150.000 một bảng ấy, Trần Ninh em chốt cho rồi nha. Ok, Trang Remix này, Trang Remix là gộp đơn 150. Trang Remix ơi, bạn chưa có đơn nhá. Lê Thức là trước là chốt 170 được đâu? Không được. Không được thì em lên đơn vừa nãy là lên sân sạch cho anh 150 rồi đấy. À 170 rồi đấy. Nào em lên tiếp một cái đơn nữa nào. Lê Văn Đa mà chưa? Lê Văn Đa chưa? Anh Lê Thức ơi, thế thì anh bỏ cái đơn kia ra nhá, 170 kia của anh ra nhá. Ok này, cho chị Hồng Dũng Nguyễn này một đơn 150 nhá. Một đơn 150 nhá, đây nhá. Đây là phi điệp 5 cánh trắng nhá. Anh Quang Phan ơi, anh gộp hay như nào anh phải ghi rõ cho em nhá. Đây này, em chốt cho cái bác Hồng Nguyễn Đăng nhá. Hồng Nguyễn Đặng nhá, Đặng Nguyễn Hồng nhá. Hồng Nguyễn Đặng số bao nhiêu? Đâu, cho số rồi, để cho địa chỉ. Số bác à, địa chỉ à? Thế mà tưởng là chốt. Ok rồi. Anh Quang Phạm, thế thì em chốt cái đơn này cho anh Quang Phạm nhá. Mọi người ơi, 150.000 một bảng nhá. Sẽ là 150.000 một bảng. Cái gì đây nào? Nguyễn Đức Việt là 5 cánh trắng. Nguyễn Quốc Việt này, đơn 1 đơn 5 cánh 150, 5 cánh trắng 1 đơn 170. Thế thì đơn chuyển sang cho cái đơn của anh Lê Thức đấy, ra cho Nguyễn Quốc Việt đi. Ờ đúng rồi. Hoàng Hoàng cho chị một đơn 150. Ok này. Thôi em cứ đơn lên này, được rồi. Thế thì gộp ok nhá Lê Thức nhá. Thế thì em gộp đơn cho Lê Thức nhá. Ờ thì ok này, Trang Remix các bạn phải cho tờ số nhá. Anh Lê Thức này gộp đơn nữa nhá. Lê Thức là cái kia là 170, còn cái này là 150. Lê Thức số bao nhiêu? 50. Ok nha, bác Lê Thức nha. Đơn này của bác nhá. Anh xanh sạch gộp đơn. Xuân Vũ 8 này rồi nhá, tí nữa nhá. Tí nữa em nhà em gọi điện. Nhà điện bác nào không nghe máy thì nhà em sẽ chuyển sang đơn cho bác luôn nhá. Su Su ơi, cho gộp đơn 5 cánh trắng. Ok này, gộp 5 cánh trắng 150 nhá. Em gộp một đơn 5 cánh trắng này 150 cho chị Su Su nhá. Chị Su Su số bao nhiêu nào? Su Su. 150 số 4. Một đơn nữa. Ok này, gộp đơn cho chị Su Su nhá, 150.000 năm cánh trắng lai nhá. Đây nhá, gộp đơn cho bác Su Su này. Lê Thức chốt rồi nhá. Trang Remix ơi, bạn phải cho tớ xin số nhá, trọng đời ơi. Bù đơn hôm trước thì bạn phải cho tớ số nhá, và bạn mua cái gì bạn phải ghi rõ ra nhá, bởi vì đang đông thế này ấy. Đang đông thế này nó rất là khó. Trang Remix này, ok này, lên một đơn. Em lên một cái đơn cho bạn anh Hà Hằng Hòa, Hằng Hoàng Hoàng đúng không? Hằng Hoàng đúng không? Đơn của anh Hằng Hoàng đúng không? Anh có một anh đơn Hằng Hoàng này. Hằng Hoàng nhá, lên một đơn cho bác Hằng Hoàng trước nhá, bác gộp đơn đấy. Ok nhá, anh Hằng Hoàng này 150 nhá, 150 năm cánh trắng nhá, 150 cho Hằng Hoàng này. Hằng Hoàng có đơn rồi. Hằng Hoàng vừa nãy Hoàng gì đấy? Anh Hoàng. Anh Hằng Hoàng cho chị một đơn đi. Hằng Hoàng. Cái bác nào mà vừa lấy bảo lấy hai giò, xong rồi một giò đẹp một giò xấu chứ không phải à? Cường Heo Trần Ninh này. Rồi này, Cường Heo này. Huy Đình Phan có đơn rồi đúng không? Huy Đình Phan có đơn chưa? Đúng, Hằng Hoàng là chốt 1 năm cánh trắng. Huy Đình Phan có đơn rồi. Chị Hằng Hoàng, Hằng Hoàng. Chị ơi, chị phải cho em xin số điện thoại nhá. Ok, để chốt cho Trang Remix nha. Chị tìm cho Trang Remix một đơn nhá. Để cái đơn này để dành cho bác Hằng Hoàng. Đây, chốt cho Trang Remix cái giò này nhá. 1, 2, 3, 4 thân nhá. 4 thân cho Trang Remix này. 4 thân cho Trang Remix này. Trang Remix này. Đâu rồi? Bút này. Của Trang Remix nhá. Đi đâu rồi? Đi ở đâu đấy, 150 của Trang Remix này. Chị Hằng Hoàng ơi, chị chốt thì chị phải cho em xin số điện thoại nhá. Nào em lên một cái đơn này nào, em lên một cái đơn này nhá. 1 này, 2, 3 này, 3 thân nhá, 3 thân này, 150 này. 150 đây là phi điệp 5 cánh trắng lai nhá mọi người nhá. Phi điệp 5 cánh trắng lai nhá, 150 cho cái đơn này này. 150 ạ, 150.000. 150.000 nào. Ok này, em chốt cho Tuyên nhá. Tuyên nhá, em chốt cho Tuyên nhá. 150 cho chị Tuyên Trần nhá. Ok đi. Em chốt 150 cho chị Tuyên Trần nhá. Số bao nhiêu đây? 33.
33 này. Ok này, anh Thanh Phạm Công là gộp thêm một giò nhá. Đây nha, của chị Tuyên Trần đây nhá. Nào em chốt cho anh Thanh Công Phạm một giò 150.000 nha. Một giò 150 nha. Một này, đơn này là 1, 2, 3, 4 thân nhá, 4 thân này. Của bác gì đây? Của bác Thanh Công Phạm nhá. Bác Thanh Công Phạm về bác ngâm vào nước cho em nhá. Bác cứ ngâm vào nước cho em nhá. Là nó sẽ tươi lại ngay. Bởi vì em gửi hàng cho các bác là em sẽ ok này chị Hoàng Hằng Hoàng ơi, em nhìn thấy số ấy ở Từ Liêm Hà Nội nhá. Anh Thanh Công Phạm đơn mới à? Thanh Công Phạm đơn mới à? Không, đơn cũ. Hộp đơn, ok này. Em sẽ ngắt nước để gửi cho mọi người nhá. Cho nên thành ra là mọi người khi mà mọi người nhận được hàng ấy thì mọi người chỉ cần việc tưới cho nó thôi. Ok này, chị Hằng Hoàn này, một đơn này. Hằng Hoàn này. Đơn Hằng Hoàn là đơn mới đúng không? Một năm mươi. Chốt cho anh. Anh Ninh này, chốt cho anh đơn 170.000. Ok này, Ninh ơi. Dài. Dài thì không còn đâu bác ơi. Dài thì hết rồi. Dài thì nó, đây nhá, dài thì nó lại, anh Thanh ơi, dài thì nó hết rồi. Dài như thế này chỉ có hai thân thôi. Nào, nhà em ở Trương Mỹ Hà Nội nha, chị Anh Nguyệt ơi. Nào em lên cái đơn này nhá, một thân hơi gập nhá, một thân thì không sao nhá. Đơn dài nhá, hàng lá mít nhá. Lá này nó đang không xuống ngọn không làm sao nhá, đang thắt ngọn nhá, mọi người có thể bỏ ra nhá. Nào đơn này 130.000 nào, 130 nào. 130 kèm số điện thoại cho em. 130 nào, 130.000 kèm số điện thoại cho cái đơn này. Phi Điệp 5 cánh trắng like nhá, và nó bị lỗi hàng nhá. Em ghi cái đơn Ninh Trần vào đấy, kiểu gì cũng có sẽ người không nghe máy, hiểu chưa? Ok nha bác Ninh Trần nha, em sẽ chọn cho bác một đơn đẹp nha. Bác nào hủy thì em sẽ chuyển sang bác và em sẽ chụp AIB cho bác, chuyển cho bác luôn nhá. Nào, 130.000 cho cái đơn này, rất đẹp luôn, giỏ gì đằng sau vậy? À nào, đấy nha, em lên, bắt đầu em lên cái Vanna cho anh xem cái Ninh Xuân em ơi. Danh ơi, Ninh Xuân đấy nha, Ninh Xuân nhà em xả nhá. Nào đây là Ninh Xuân nha. Hộp này 150, ok này, chụp hộp một đơn cho Trang Remix nha. 150 nữa cho Trang Remix nha, để chị tìm cho Trang Remix cái thân đẹp đẹp tí nha em ơi. Đây nha, đơn này nha, ba thân luôn nhá. Ok Đại Việt, để anh phải cho em số nhá. Đây nha, ba thân nha, về mọi người dúng vào nước cho em ngâm tầm một tiếng nhá. Tươi rói rói luôn, bởi vì em phải ngắt nước để em gửi cho mọi người. Em không dám tưới nước. Tưới nước nó bị úng ở cái chỗ này này, mà gửi cho mọi người đóng hộp và nó sẽ thối. Cho Trang Remix một đơn ba thân này, 150.000 gộp đơn cho Trang Remix nhá. À, 130.000 nào, anh Đại Việt ơi, anh chốt, anh cho xem xin số nào, thân này không làm sao nhá. Thân này nó hơi gập không sao nhá mọi người ơi, hàng đã thắt ngọn rồi. Nó vẫn ra hoa, vẫn phát triển bình thường và dặn lên thân mầm gốc rất là nhanh. Cho anh rồi, Đại Việt này, thân này cực đẹp luôn nhá, lá mít luôn nhá. Đại Việt này. Đây là Ninh Xuân nhá mọi người ơi, bình thường em bán con này giá. À thôi, ok, của Trang Remix bỏ đơn ra đi. Ok này. À, đây là Ninh Xuân nha mọi người ơi, đây là Ninh Xuân nha, em bán bình thường giá 95.000 một cốc, à, hôm nay em xả chỉ còn 80.000 một cốc nha, 80.000 một cốc này, ai chốt thì cho em xin số điện thoại nào, 80.000 nào, ai, Đại Việt không cho số thì thôi, 80.000 một cốc Ninh Xuân nha, bác nào chốt thì cho em xin số điện thoại nào. Không cho số em chốt cho người khác nhá. Rồi ôi lên cái đơn này mọi người ơi, đơn này 150.000 nào, rồi ôi Phi Điệp 5 cánh trắng thân nù lá mít này, rồi ôi đẹp quá cái thân này luôn này. Ôi trời ơi, này mọi người nhìn đây này. Nào 150 nào, 150 cho cái giò này nào. 150 này. Phi Điệp 5 cánh trắng like nhá. Ôi nó bị gập mất rồi. Bây giờ mới nhìn mà xăng đẹp thì. Đại Việt ơi, 094 4868. Thế thì em gọi cho anh ơi. Trung Trần Long chốt. Ok này, chốt cho bác Trung Trần Long nhá. Đơn này thì thôi em bỏ nhá, bởi đơn này nó bị gập mất rồi. Đơn này 100, nếu mà bác lấy này em lấy 130.000 nhá. Quá đẹp luôn nhưng nó hơi bị gập một tí ở đây này. Em tưởng là nó còn lành lặn nha. 150 này, à 130 này. Đơn này 130 nhá. 130 nhá, bác có lấy thì ok cho em nào. Thu Trang ơi, Ninh Xuân màu gì? Ninh Xuân cái đơn này em đang cầm trên tay là màu đỏ này. Không, sao không gộp cho anh. À ok, anh Đông Nguyễn Đăng nhá. Đông Nguyễn Đăng có đơn chưa? Đông Nguyễn Đăng có đơn chưa? Để gộp cho bác cái đơn lá mít này. Ok này, em cho Danh Lê 2 cốc Đại Châu kìa.
Đại Việt có thấy số rồi nha. Em chốt cho Danh Lê 2 cốc Đai Châu nhá. Đây là màu đỏ nhá. Đây là màu đỏ nhá. Cường Ngô chốt. Nào cái đơn này nó đẹp quá nhưng mà mỗi cái nó bị gập mất rồi. Ok này, Room Tato. Room Rato này, nhìn thấy số này, Room Rato 130 này. Room Rato này 130 nhá, thân nó hơi gập nhá. Room Tato 130 này, em chốt cho anh Cường, anh Danh Lê 2 cốc 2 cốc nha. 80.000 một cốc nhá mọi người, 160.000 2 cốc. À, Nghinh Xuân nha, 160. 160 nhá. 80.000 một cốc này, không chốt Nghinh Xuân, không chốt Nghinh Xuân, đơn chốt đơn làm ít. Ok này, chốt cho Thu Trang nhá. Em chốt cho Thu Trang 2 cốc nhá. Thu Trang ơi, em nhìn thấy số là đâu, số 150. Không, không chốt Nghinh Xuân. Em biết là chị không có chốt Nghinh Xuân mà em đang bảo là cái đơn kia nó bị gập mất rồi. Nào em lên một cái đơn này, Phi Điệp này mọi người ơi. Phi Điệp này nó đang có nụ nhá, nó đang có nụ nhá. Nó dễ cái này, nó ra cánh tím hoặc là ám hồng rồi mọi người ạ. Một thân, hai thân, ba thân mầm gốc nhá. Ba thân một mầm gốc và một thân đang nụ nhá. Nào đơn này chốt này, anh Hải Trần, Danh Lê ok này. Còn bác nào chốt Nghinh Xuân bảo em nhá, giá 80.000 một cốc ship từ 2 cốc trở lên nhá. 80.000 một cốc ship từ 2 cốc trở lên. Đây là Đai Châu 52 nhá. Tết năm nay sẽ có hoa cho mọi người chơi rồi nhá. 80.000 một cốc nhá. Nào đơn này 150.000, 150 này, Phi Điệp nào mọi người ơi, 150 này. 150 cho cái đơn này, thân quá đẹp luôn nha, đẹp xuất sắc luôn. 150, hàng của anh đâu? Lung Rota là chốt luôn à? Lung Rota. Bạn ấy là bạn ấy gộp đơn của mini game. Ừ. Ok này, anh Thành Công kìa, chốt hai đơn Nghinh Xuân gộp kìa. Ok nhá, Thành Công Phạm nhá, hai Nghinh Xuân gộp nha. Nào đơn này 150.000 có bác nào chốt không ạ? Thân quá mập luôn. Ok này, em chốt cho Tuyên Trần nha, 150 này. Tao viết đấy nha, số bao nhiêu đấy. Em cho Tuyên Trần đơn nhá. Tuyên Trần này 150 nhá. Hai Đai Châu bao nhiêu? Hai Đai Châu là 80.000 một cốc. Phạm Thành Công em chốt cho rồi. Số bao nhiêu đấy? Thành Công. Không, 25. Số đơn mới, đơn mới. 25. Đơn mới nhá. 38. 38. Ok này. Cô Hằng Nga Hoàng ơi, chốt cho cô một bảng. Con xin lỗi cô nhá, con bán mốt cho cái bác Tuyên Trần rồi. Nào. Bác Tuyên Trần rồi nhá. Nào em lên một cái đơn này, em còn một cái đơn này, Phi Hiệp 5 cánh trắng này. Con chốt cho cô Nga Hoàng nha, 150.000 nha. Cô Nga Hoàng ơi, cô cho lại con xin số nào. Cho anh cây cầm trên tay em, ok này. Anh Danh Lê này, bố đưa ra ghi mà cái anh Danh Lê cho con. Tí nữa chọn cho bác một cây đẹp nữa. Đây nha cô Nga ơi, cô Nga có lấy cái đơn Phi Hiệp xanh sạch thế nào. Cây này con lấy cô nha, nó bị gãy một tí ở đầu. Nhưng mà bây giờ rất nhiều thân nha, con lấy cô 150.000 này. Cô Nga Hoàng riêng cô con ưu tiên nhá. Cô con ưu tiên cô 150.000 nào, cô cho con xin số là cô Nga Hoàng ơi. Nga Hoàng này 150.000 nè. 38, 39 này. Ba cô Nga Hoàng ơi, cô cho con xin số nào. Cho em 4 cốc bao ship. Anh Đặng Phương ơi, Hồ Điệp à bầm ấy, em không bao ship được đâu, em hàng xả thì em không bao ship được nhá. Nào con chốt cho cô Nga Hoàng đơn này nha, rất đẹp nha cô nhá. Có mỗi cái đơn này này, nó bị hơi bị gãy đầu một tí ở đây nhá, nhưng cái thân này nó sẽ vẫn ra hoa bình thường nhá. 1 2 3 3 thân rất đẹp nhá, 4 thân này. Nào 150.000 cái đơn này này, cô có lấy không? Phi Điệp xanh sạch nhá. 140. Cô chốt thì cô cho con xin số nhá. À chị ơi, chị lấy hộ em ít châu, châu treo ấy, châu treo không phải châu để dưới, châu treo ấy. Cô Nga. Danh Lê có số bao nhiêu để chặt cho ông? Chưa có đơn mới. Đây là chốt à, tổng của gộp đơn thì hai cái này. Danh Lê còn đơn mới. Nào em lên một cái đơn Phi Điệp lá mít nhá. Cô Nga ơi, cô Nga, cô ở đấy không ạ? À? Để con chốt cho cô này, anh chốt. Cô Nga không chốt, để con chốt cho anh nhá. Con chốt cho anh thì đây, Hồ Điệp. Ok cô Nga, em con thấy số điện thoại cô Nga Hoàng rồi nhá. Anh Lê không chốt. Đấy. Nga Hoàng nhìn thấy chưa? Tao đi mày cái ghim chưa? Nga Hoàng đây. Danh Lê là một cốc à? Hai cốc Đai Châu. Danh Lê là hai cốc Đai Châu. Nào em lên một cái đơn này nữa nhá. Đơn này là 5 cánh trắng lai tím nhá mọi người nhá. Đơn này một này, một thân, hai thân, ba thân này, bốn thân nhá, bốn thân nhá. Đơn này ạ, đơn này giá này 150 này, 150 này, lá mít luôn nhá, lá cực to nhá. Anh Hải Trần, anh Hải Trần thương gia, anh có lấy không nào? 150, 150 nhá, lá rất to nhá. Đây cái này tỉ ba. Không, bố lô, đừng. Đây này, anh Danh Hải lấy hai cốc, hay là một bác nào gồm hai cốc? Đây. 80.000 một cốc Đai Châu nhá, 80.000 một cốc này, gộp đơn cho bác kia này. Lựa hai gốc. Ok này, anh Nguyễn Tấn Tài, anh phải cho em xin số nhá. Đấy của anh gì hai cốc vừa để ra để sát đấy. Anh Danh gì đấy? Danh Lê. Lấy thêm hai cốc nữa gì? Không, bác lấy chỉ lấy hai cốc thôi nhưng mà bảo là ra để lấy tí nhặt thôi, nhặt đơn thôi. Nào, 150.000 này, anh Nguyễn Tấn Tài còn lấy không nào? 150 nhá, 150.000 nhá.
năm cánh trắng có năm cánh trắng không em? Năm cánh trắng thì có nhá, năm cánh trắng có nhá, nhưng mà năm cánh trắng nó hơi năm cánh trắng hàng đẹp hơi đắt một tí nhá mọi người nhá. Đây nhá, đây là năm cánh trắng này. Đây là năm cánh trắng nhá, năm cánh trắng giá 200.000 một cốc nhá. Không biết các bác. Nguyễn Tuấn Tài ơi, bác lấy hai gốc thì bác phải cho em xin số nhá. Ừ, không anh chốt nhưng mà ý là ở lấy cho anh ấy. Lấy cho anh ấy. Nào còn bác nào chốt Đai Châu không ạ? À? Đai Châu Ninh Xuân nhá mọi người nhá. Đai Châu Ninh Xuân giá là 80.000 một cốc, ship từ 2 cốc trở lên nhá. 80.000 một cốc này. 80.000 một cốc Đai Châu nhá, màu đỏ nhá, màu đỏ bã trầu nhá mọi người nhá. Màu đỏ bã trầu này giá 80.000 một cốc, em ship từ 2 cốc trở lên nhá. Bác nào chốt thì cho em xin số nào. Nào em tặng bác nào chốt nhanh nhá. Từ nãy giờ các bác bánh à, lan 14k là gì đây? Đây là Denso nhá, nhà em xả nhá, em còn rất ít nhá, bác nào chốt nhanh thì được nhá. Denso ai có đơn rồi có thể gộp lẻ nhá. Gộp lẻ ai không có đơn thì mọi người phải mua từ 10 cốc trở lên nhá. Đây là Denso nhá, em xả chỉ còn 14.000 một cốc nhá mọi người ơi. 14.000 một cốc này. 14.000 một cốc, ship từ 10 cốc, ai có đơn rồi thì có thể gộp lẻ nhá mọi người nhá. Nào ạ, mua về để 14.000 thôi mọi người ơi, vứt bờ rào cũng được nhá. Vứt bờ rào nó cũng sống nhá. Đây là Denso nhá, 14.000 một cốc này. 14.000 một cốc nhá, ship từ 10 cốc trở lên nhá. Chốt năm cánh trắng 200. Ok này, em chốt cho anh Thanh Công Phạm nhá. Đây nhá. Đây nhá, ok này, em chốt cho Hải Trần Thương Gia nhá, chốt 10 cốc nhá. 10 cốc Denso đúng không? Đây đây, 5 cánh trắng đây. 200 đây nhá. Con đây cẩn thận dẫm vào của bà kìa. Này, chốt này, em chốt cho Thanh Công Phạm này, đơn của Thanh Công Phạm đây. Thôi bố không lấy ra nữa. Cái đấy để đưa lên xong rồi ấy thôi. Nào em lên một cái đơn lá mít nhá mọi người ơi. 5 cánh trắng lai tím lá mít này. Đơn 5 cánh trắng lai tím lá mít này nhá. Đơn này lá mít luôn nhá. Đẹp kinh khủng luôn. Ok này, chốt cho Room 3 là Denso nhá. Em lấy mấy cốc đấy? 14.000 một cốc Denso nhá mọi người nhá. Các bác nào có đơn rồi có thể gộp lẻ nhá. Trung ơi, cô nhìn thấy mà. Nào đơn này ạ, à, đơn này em bán giá là một. Nào bán vui cho mọi người nhá, để mọi người vui nhá. Đằng này này, cái này là cái hạt nó ra này mọi người ơi. Cái hạt nó bay xuống đây này, nhìn thấy chưa? Về mọi người dính vào nhá. Nào 130.000 cho cái đơn này nào, 130 nhá. 130, đây là 5 cánh trắng lai tím nhá mọi người nhá. 130 cho cái đơn lá mít này nào. Denso 5 cốc gộp đâu. Ok rồi nhá cô. Hồng Dũng Nguyễn nhá, Hồng Dũng Nguyễn nhá, con gộp cho cô 5 cốc Denso nhá. 130 cho cái đơn lá mít này, phi điệp lá mít nào bác ơi. Hồng Dũng Nguyễn đâu? Ok này, để em tìm à, em lấy nhá, Denso lấy 5 cốc kìa. Đọc comment đi. Ok này, để em lấy cho. Em gửi cho mọi người là cánh trắng nhá. Hồng Dung thì em chốt cho anh rồi nhá. Thế Huy rồi ok. Dung Roma 5 cốc đen rồi ok nhá. Trần Trung Long chốt 130. Chờ em một chút nhá. Chờ em một tí nhá. Rồi em lên lấy đơn rồi em lấy cho các bác nhá. Ok này, anh Trần Trung Long này, em chốt cho anh cái đơn lá mít này 130.000 nha. Trần Trung Long này số bao nhiêu đây? Trần Trung Long. Biết rồi nhưng số bao nhiêu? 130 lá mít này. Số bao nhiêu? 41 không? Ok này, em chốt cho bác Trần Trung Long 130 này. Em lên cho bác cái kia một đơn này, cho anh một phi điệp mà em cầm. Danh Lê ơi, em chốt cho bác ấy rồi, Trần Trung Long rồi nhá. Em chốt cho bác Trần Trung Long rồi nhá. Ai ôi, khổ quá, cái ghim này ghim đi. Nào đây là 5 cánh trắng của bác gì kia nhở? 5 cánh trắng 130. Thì 5 cánh trắng 130. Bác gì đây? Bác Thế Huy này. Bác Thế Huy một gộp cho anh một đơn 5 cánh trắng nhá. Em tìm cho bác cái đơn này nhá, 5 cánh trắng đấy nhá. 5 cánh trắng nhá, 5 cánh trắng nhá, hàng rau muống nhá. Em bảo hành mặt hoa cho mọi người luôn. 5 cánh trắng lai chớp nhá. Hàng đột biến nhá mọi người nhá. Đây này. 200.000 này cho bác gì đấy? Trung Trần Long. À không phải. Đây cơ mà, cái 200 cho bác Thế Huy đấy, bác Thế Huy bác gộp đấy. Tại vì cái hàng này em cũng không dơ lên mấy. Bác nào thích thì IP cho em. Ở đây là đơn 5 cánh trắng nhá, đơn là 5 cánh trắng lai chớp nhá mọi người nhá. Còn cây nào như thế không? Còn nhá, còn cây như thế. Đây nha bác ơi. Nào, em lên một cái đơn 5 cánh trắng xanh sạch, 5 cánh trắng này.
xanh sạch, em xin lỗi, đây là phi điệp xanh sạch còn sót lại. Cây này còn sót lại nhá, xanh sạch nhá. Nào, 170.000 cho hai cái thân này nào. À 160, 150, 150.000 phi điệp xanh sạch. 150. 150 nhá. Đây em còn một cái đơn như thế nhá, anh Trung Thành Long ơi. Chốt 5 cánh trắng. Đây là 5 cánh trắng thì đây này bác Trung Thành Long ơi, đơn 5 cánh trắng này giá là 200.000 nhá, bác có chốt không nào? Đơn này là 200.000 nhá. Đây nhá, đây là phi điệp xanh sạch 150 này, ai chốt thì cho em xin số này, 150 nhá. 150.000. Hàng nào đang xả hả chị? Đây hồ điệp nữa em ơi, hồ điệp bình thường chị bán 90.000 một cốc nhá, hôm nay chị xả chỉ còn 60.000 một cốc nhá. Đây này. Hồ điệp to nhá, chốt phi điệp 150. Ok này, em chốt này cho chị Thu Trang này, 150 nhá. Thu Trang này. Thu Trang ơi, cho anh số chị nhá. Ok này, em chốt cho anh Trung Trung Thành Long nhá, 200.000 nhá. Cái gì đây? Sao gọi là rau muống vậy Trang? Chị ơi nó đẹp quá. Nó đẹp quá, nó xanh nó mướt quá. Thì nó gọi là rau muống nhưng nó non bấn ra như rau muống lúc gặp mưa ấy. Thu Trang ơi, cho anh số chị nhá. Đây nhá, 60.000 một cốc nhá, em xả chỉ còn 60.000 một cốc nhá. Anh Hùng Đắc ơi, anh Hùng Đắc cái gì? Chốt cái gì đấy? Ok này, chốt cho room Tota nha, hai hồ điệp nha. 60.000 một cốc hồ điệp ship từ 2 cốc trở lên nha mọi người ơi. 60.000 một cốc ạ. À. Đây nha, bác nào chốt thì cho em xin số điện thoại nhá. Có thiên nga đen chưa? À, Mai Linh ơi, riêng Mai Linh em tặng Mai Linh một cốc thiên nga đen bé nhá. Em thì sông xanh lắm, cho nên là mọi người yên tâm là không bán lừa đảo đâu nha. Riêng Mai Linh em tặng cho chị một cốc ấy nhá. Cốc em đang vứt ở ngoài vườn nữa kìa. Ok, thì số điện thoại Thu Trang rồi nào. Em lên một cây 5 cánh trắng nữa này. Ok này, em chốt con chốt 150.000. Nào anh Nguyễn Đắc Hùng ơi, anh còn lấy cái đơn lá mít đấy không? 150 này, Nguyễn Đắc Hùng mà lấy rồi cho em xin số nha. Và nhớ nghe máy của em nha anh Hùng ơi. Cô Hồng Dũng Nguyễn này gộp đơn này. Anh Hồng Dũng Nguyễn là gộp đơn nhá. 60.000 một cốc hồ điệp khổng lồ nhá. Giá 60.000 một cốc ship từ 2 cốc trở lên. Ai chốt thì cho em xin số điện thoại, ghi là hồ điệp kèm số điện thoại nhá. Chờ mãi không thấy chị Quang Anh. Chờ mãi không thấy chị IB. Quang Anh Phan ơi, chị không thấy có cuộc gọi chờ nhá. Quê em quê ở đâu? Em quê ở Hà Nội nhá. Có nghĩa là nhà em ở Tứ Tung luôn. Thế bây giờ thì em đang ở Hà Nội, bác phải hỏi em đang ở đâu, còn quê em ở Lạng Sơn nhá. Nào ạ, giờ này 150.000 cho cái đơn lá mít này nào mọi người ơi. 150 nào, 150 này, phi điệp 5 cánh trắng lai tím nhá, 150 cho cái đơn này nhá. 150.000 đây này. Hồ điệp có mặt hoa không? Khoai tây ơi, không có mặt hoa đâu bạn ơi. Hồ điệp này 60.000 một cốc nhá. Em xả còn 60.000 này. Ok Danh Lê là ok này, 5 cánh trắng này. Em chốt cho anh cái đơn này 150.000 nha cho bác Danh Lê này. Bác Danh Lê này. Cái gì? Sao không đọc? Nói đi nói lại rồi. Ok này, chốt cho Mai Linh 2 cây rau muống nhá. Đây nha, em chốt cho Mai Linh 2 cây rau muống này đẹp nhá. Đây nha, 2 cây rau muống này nhá, Mai Linh nhá. Đây 43 vừa chốt xong thì đây, ghi vào đi. Kéo lên tí trên này, anh Trung Thành Long. Trung Thành Long rồi, phi điệp 130 lỗi rồi. Đây, rau muống đây, 200.000 một cây với cả một người trên kia nữa. Đây nha, em chốt nha, em chốt cho bác ở đây nhá. Là một ông nào nữa này này. Bây giờ thì không thể nhớ được luôn. À anh Thế Huy gộp 200 Thế Huy. Chốt cho Nguyễn Đắc Hùng có đơn chưa? Nguyễn Đắc Hùng. Ok này bác Nguyễn Đắc Hùng ơi, em tìm cho bác một cái đơn 5 cánh trắng 5 màu 150 nhá. Chốt hộ thân bác từ nãy. Bác chốt từ nãy giờ. Phi rào. Đây nhá, anh Nguyễn Đắc Hùng nhá. Đây là phi điệp này, phi điệp 5 cánh trắng lai đây nhá, đơn lá mít luôn nhá. Lá mít đấy nhá. 150 nhá, 150.000 cho đơn này này của bác Nguyễn Đắc Hùng nhá, 150 nhá, phi điệp lá mít luôn nhá. Đây 150.000. Này, của anh Nguyễn Đắc Hùng. Còn nhiều phi điệp không? Em lấy gì? Quang Anh ơi, chị em nhắn cho chị vào cái gì đấy Quang Anh? Đây chị không có luôn. Nguyễn Đắc là đơn mới mà. Đây này, đơn ở trong chờ không có nha em nhá, không có tên em luôn. Em ghi số điện thoại của chị này, 0976 99 9965 0976 99 9965 nhá. Nào ạ, à, em lên một cái đơn nữa này, phi điệp 5 cánh trắng phi điệp xanh sạch nhá. Đơn này em bán giá là 160.000, 160 này, phi điệp 5 phi điệp xanh sạch này.
xem phi điệp nào. Mọi người ơi, cái lá của nó mọi người thông cảm nhá, là lúc mà nhận hàng thì lúc nào chị sẽ tẹo em MIB nha. Ok này, 1, 2, 3 thân nha, 160 cho cái đơn này này, 160.000 này, 160. Bác nào chốt thì cho em xin số điện thoại nha, 160.000, 160 nha, 160 ba thân này nha, 160 này, phi điệp năm cánh à, phi điệp xanh sạch nha. Chị Mai Linh có đơn rau muống chưa? Đây này, Mai Linh này. Ngồi tí nữa lại quên. Nào, 160 cho cái đơn phi điệp xanh sạch này này. Em nghĩ là tặng chị Mai Linh một cây thiên nga đen đi. Cây thiên nga đen của anh ghép để cuối vườn đấy. Hàng gì đấy? Đây là phi điệp xanh sạch nha. 160 cho cái đơn này nha. 160 nha. 160 cho cái đơn phi điệp xanh sạch này ạ. À. Bố mang cái này, bố ra bố ngâm nước cho con. Nó ở. Đây này bố ơi. Ngâm thẳng vào nước cho con. Tiếng nữa thì... tìm cái gì hốt ra. Nào em đây cái Vanda nhé mọi người ơi. Em xả cái Vanda nhá. Em xả cái Vanda nhá. Nào ạ. Một cây này em xả nhá. Em chỉ em còn rất ít nhá. Em còn rất ít em bán nốt nào. 150.000 một cây này, 150 một cây nhá. 150.000 một cái cây này nhá. Vanda khủng nhá mọi người nhá. Thái à. Đúng rồi Thái nhá. Mọi người ạ, đây nhá. 150 cho cái cây Vanda này nhá. Hoa Vanda cực đẹp nhá. Bông bền nhá mọi người nhá. Bông rất bền nha, 150 nào, 150 cho cái đơn này này, bác nào chốt này. Cho anh một đơn phi điệp. Ok chưa em? Cho anh dồn một nghinh xuân, một phi điệp. Anh Danh Lê là ok này, bác Danh Lê là một một dồn, anh dồn một nghinh xuân. Bác Danh Lê là mấy châu đấy? Của bác ấy chỉ lấy một. Đây châu của bác chỉ có một thôi đúng không? Danh Lê. Danh Lê. Danh Lê là hai đai châu. Thế thì bỏ đi, bác ấy chỉ lấy một đai châu với cả một phi điệp thôi. Nào 150.000 này, 150 này, các bác nào chốt họ 150.000 cho cái đơn Vanda khủng nha, 150 nhá. 150.000 nhá. Xả lỗ luôn nha mọi người, quá lỗ luôn. 150 này, ai chốt thì cho em xin số điện thoại nào, 150.000 nhá. 150 này. Lá xếp nha mọi người nha. Đây là cây lá xếp nha. 150.000. Đây. Đấy, rút ra rồi. Đấy. Nào em lên một cái giò hạt vĩ nào. Em lên một cái giò hạt vĩ nhá. Nào em lên một cái giò hạt vĩ, giò này em bán giá là 150.000 nha, 150 nhá. 150 cho cái đơn hạt vĩ này nhá. 150.000 ạ. 150 ạ, bác nào chốt thì cho em xin số nhá, 150.000. 150.000 ạ. Lá tre rất đẹp luôn nhá mọi người nhá, cực kỳ đẹp luôn nhá. Ô. Nào em lên cái hồ điệp nhá, em lên cái hồ điệp nhá. Hai anh hai nghi xuân một phi điệp, à có nghĩa của ông Danh Lê là hai nghi xuân đấy. Vâng ạ, à, anh Danh Lê nhá. Hai nghi xuân nhá và một phi điệp nhá. Đây, xem hồ điệp nhá. Nào hồ điệp đây nhá mọi người ơi, hồ điệp khổng lồ nhá, giá 60.000 một cốc này, ship từ 2 cốc trở lên. À em xin lỗi, 60.000 một cốc, ship từ 3 cốc trở lên, ai có đơn rồi có thể mua 1 2 cốc hộp lẻ nhá. Đây nhá, đây là hồ điệp nhá. Hồ điệp to lùng nhá mọi người nhá. 60.000 một cốc nhá, 60.000 một cốc ạ. À. 60.000 một cốc này, lá xanh mượt luôn nhá. Đây là cây hồ điệp cổ thụ nhá mọi người nhá. Hồ điệp cổ thụ ạ. À. Bác nào chốt thì cho em xin số điện thoại nhá. Hồ điệp cổ thụ nhá. Có ai chốt cái hồ điệp này không ạ? Giá là 60.000 một cốc này, 60.000 một cốc này. 60.000 một cốc ạ. Ngoài ra nhà em xả đen rô nha, giá 14.000 một cốc nha mọi người nha. 14.000 một cốc nha, em ship từ 10 cốc trở lên. Ai có thể có đơn rồi có thể mua gộp lẻ được nha mọi người nha. Ai có đơn rồi có thể mua gộp lẻ nha, chỉ có 14.000 một cốc thôi.
rẻ hơn cả hàng giống luôn nhá. 14.000 một cốc này. Hồ điệp à quên, Denzo này là 14.000 một cốc nhá. Ship từ em ship từ 10 cốc trở lên. 14.000 này, bác nào chốt không ạ? Nào em lên một cái đơn phi điệp xanh sạch thân nù nhá. Phi điệp xanh sạch thân nù nhá. Đơn này dài 20 cm rồi nhá. 20 cm này, đơn này rất đẹp nhá, giả Pháp. Cái này cái gì? Giả Pháp. Không, cái đấy con chạy pet mà. Hả? Bán pet mà. Pet thì bán à? Bán pet. Bán trên trang. Nào có bác nào chốt cái đơn này không ạ? Đơn này giá là 130.000 này, 130 nhá, 130.000 nhá. 130 ạ. 130.000 này. 130.000 nhá. Đây là phi điệp xanh sạch nha, mặt hoa sổ số nhá, 130 nhá, 130.000 nhá. Thân rất là đẹp luôn nhá mọi người nhá, thân cực mập nhá. Bưu điện. Rồi ok, ship từ mấy cốc hồ điệp? Anh Trần Quyết Anh ship từ 3 cốc hồ điệp nhá. Chỉ có 60.000 một cốc thôi. Em ship từ 3 cốc trở lên nhá mọi người ơi. Cây rất đẹp luôn nhá mọi người ơi. Nó đẹp, nó xanh mượt ra luôn. Cây cực kỳ đẹp luôn nhá. Cây to đùng luôn. Mọi người trồng khi nào mới được những cái cây to như thế này. Đây này. Chỉ có 180.000 3 cốc rất to nhá mọi người ơi. Mọi người mua hàng giống, mọi người mua hàng giống đã 40.000 một cốc rồi mà đây là chỉ có 60.000 một cốc thôi nha. 60.000 một cốc. Tết là có hoa nha, cây cực non nha, non bấn ra luôn nha mọi người ơi. 60.000 nào, 60.000 một cốc này. Cho anh cây đó. Ok này. Còn 5 cái trắng nhân lê, 5 cái trắng còn nhá. Còn đây nha, còn bác nào chốt hồ điệp thì bảo em nhá. Hồ điệp nhá, 60.000 một cốc, ship từ 3 cốc trở lên nhá. Ship từ 3 cốc này. Cây đẹp kinh khủng luôn. Hả? Xanh mượt miên man. Bưu điện bằng. Rồi ok này, cho anh một phi điệp 5 cánh trắng. Anh Nguyễn Đắc Hùng ơi, em bảo này, anh có lấy cái hàng này không? Cho anh cây 130 đó đi. Ok này. Em chốt cho anh Danh nhá, một cốc này nhá, 130.000 nhá. Đúng không? Đây nha, cho bác Danh nhá. 130.000 cây này nhá. Chốt cho anh Danh này một cây đấy 130 này. Cây đấy bố ngâm vào nước cho con. Nào em lấy một cây 5 cánh trắng nha, 5 cánh trắng lai tím nha, 5 cánh trắng nha. Đơn này 150.000 nào. 150 cho cái đơn này nha, 1 thân, 2 thân, 3 thân, 4 thân nhá. 4 thân nha, thân này đang xuống lá rồi nhá. Nào 130.000 nào. Em xin lỗi 150 nào, 150. 150. 150.000 đơn này này, ai chốt thì cho em xin số điện thoại. 150 cái đơn này nhá. 150 ạ. Ok này, em chốt cho anh Trần Quyết luôn 3 cốc hồ điệp này nhá. 3 cốc này đẹp tuyệt vời luôn đấy nhá. Xanh mướt luôn nhá. Bác Trần Quyết ơi, anh cho em xin số điện thoại đấy nhá. Đơn của anh Trần Quyết đấy nhá. Này bố ơi. 60.000 một cốc này. Chỉ có 60.000 một cốc hồ điệp rất là to nhá mọi người nhá. Về mọi người chỉ việc thế mà mọi người chờ hoa nhá. Tết là sẽ có hoa nhá. Trần Quyết. Xem cái số của Trần Quyết nha, Trần Quyết ơi. Đâu là cái đơn phi điệp 5 cánh trắng em vừa cầm đây này. Đây của ai? Phi điệp 5 cánh trắng Phú Thọ, hàng đẹp không? 2 cốc hồ điệp. Anh Trần Quyết ơi, em không ship từ 2 cốc nhá. Em nói thật mọi người là hồ điệp này em chỉ bán kèm thêm thôi. Chứ bán có lãi đâu, vì cây nó quá to luôn. Mà cây nhỏ thì cây nhỏ thì rất nhiều người bán mà họ bán cao. 4 tùy shop 40.000, 45.000 chẳng hạn. 38, 40, 45 tùy shop. Nhưng mà mọi người mua cái đấy về em cũng là người chơi em biết. Chờ khi nào mới có hoa các bác. Mà mua cây to này về ấy, thì là để kèm gọi là có cái hàng này cái hàng kia thôi, không có lãi mấy. Phải ship từ 3 cốc trở lên.
ba cái cây này của bác em lãi, ba cốc này em lãi được của 5.000 một bác, 15.000, mà đấy là chưa tính em hỗ trợ ship cho bác nữa. Nếu mà hai cốc là lãi 10.000 nó không bỏ. Nào em lên cái phi điệp năm cánh trắng nhá, năm cánh trắng lá mít đấy nhá. Cái đơn này nhớ là gộp cho ai à? Nào em lên một cái đơn năm cánh trắng nhá. Đơn này thì chắc chắn là cánh ám luôn này. Đơn này hai cốc hồ điệp không có ship. Nào em lên đơn năm cánh trắng này nhá. Nào em lên cái đơn năm cánh trắng này, em bán giá 170.000 cái đơn này là 170. Ôi vẫn còn cái đơn đẹp thế này. 170.000 là 170 cho cái đơn năm cánh trắng này, bác nào chốt à? 170.000 nào. 170.000 ạ. À. 170 này có bác nào chốt không? 170 ạ. Minh Tuấn năm cánh trắng Phú Thọ hàng đẹp không? Anh Bùi Tuấn Bùi Minh ơi, năm cánh trắng Phú Thọ mà hàng đẹp thì chát lắm, em không dám nhập đâu. Nào các bác nào chốt cái đơn này không ạ? Phi điệp năm cánh trắng nha, năm cánh trắng nha, anh thêm một cốc năm cánh trắng cho anh thêm một phi điệp năm cánh trắng. Đây nhá, anh Nguyễn Đắc Hùng lấy cái giò này nha, 170 nhá, Nguyễn Đắc Hùng nhá. 170 cho cái đơn này nhá. Lang thang tự nhiên sờ vào vẫn luôn cái giò đẹp. Về mọi người chỉ việc ngâm nước cho em nhá. Là nó tươi tỉnh táo tàu ra ngay. Chạy đâu? Ok này, em chốt cho Nguyễn Đắc Hùng này. Ok này, chị ơi em nhìn thấy chị rồi, em chào chị. Nào em lên một cái đơn năm cánh trắng này. Đơn này quá đẹp luôn nhá. Đơn này là giá này. Đơn này cái thân này mọi người ơi, thân này lá mít nhựa này, một thân tơ đang lên này. Kẹp vào đây mất rồi, lá xếp nhá. Đơn này em bán giá này 145.000. 145 nhá, năm cánh trắng nhá, 145 nhá. 145. Thôi, bố cứ ngâm đấy tầm tiếng này cho nó hồi cây bố ạ. Đây này, Thảo ơi vứt ra cho ông này. Năm cánh trắng, à phi điệp cánh hồng, cánh hồng. Có không? Đây này, cái đơn em đang cầm đây này. Cánh ám đây này. Chị ơi, chị Kiều ơi, cánh hồng với cánh ám nó kiểu như nhau nhá. Đây này, 145.000 nha. Đây là năm cánh trắng nhá mọi người nhá. Phi điệp năm cánh trắng lai tím nhá. Như cái thân này nó em đang bảo là thân này nó dễ ra ám này mọi người ơi. Dễ cái thân này nó ra ám nhá. Nào ạ, có bác nào chốt 145.000 cho cái đơn này ạ. 145 nhá. Thân hai thân bồng gốc, một thân bồng gốc đang lên cực kỳ đẹp luôn nhá mọi người ơi. 145.000 này. 145 này. 145.000 nhá. Đi đâu? Ăn đi đi. Khó đâu rồi. À, khó đâu. Có bao ship không bạn? Chị ơi em không bao ship nhá chị nhá. Nào có bác nào thích cái trầm 6 mắt không ạ? Trầm 6 mắt nhá. Đây nhá, đây là mặt bông của trầm 6 mắt nhá. Đây là mặt bông của trầm 6 mắt nhá. Bảo hành mặt hoa cho mọi người nhá. À Đàm Thành này, ok này, cho xem hồ điệp. Hồ điệp là 60.000 một cốc nha mọi người nha. Hồ điệp em bán giá 60.000 một cốc, hồ điệp dạng khủng nha. Mẹ đâu? Đây rất đẹp nha. Mẹ đâu? 60.000 một cây nha, em ship từ 3 cây trở lên nha mọi người ơi. 60.000 một cây hồ điệp nhá. Ship từ 3 cây trở lên ạ, cây cực kỳ đẹp nha, xanh mượt luôn nhá. 60.000 một cốc nha. 60.000 một cốc này. Ship từ 3 cốc trở lên nha, bác nào chốt thì cho em xin số điện thoại nhá. Đây nha, 60.000 nhá. Cây rất đẹp nha, hoa bền 3 đến 4 tháng nhá. Có long tu không? Long tu thì em có nhưng mà em ghép mất rồi.
em ghép rồi, em hôm nọ có cái bác kia, bác ấy, cái thân long thủ của em nó đang ra dài thế này. Bác cứ đòi nặng nặc gửi cho bác ấy. Gửi xong rồi bác ấy gửi ơn đến nơi nhá, bác bảo bác không có tiền bác nhận. Trầm gió mắt giá sao? Chị ơi, trầm gió mắt hàng cái mô nhá. Không, em ở Trương Mỹ Hà Nội nhá, không biết màu nhá chị ơi. Không biết màu nhá. Như cái cây này là dễ màu trắng nhá chị nhá. Cái này nhá, cái bông này là dễ màu trắng này, 5 cánh trắng lá mít. Có 5 cánh trắng lá mít. Hết rồi chị ơi, 5 cánh trắng lá mít hết rồi nhá. Em chỉ có 5 cánh trắng lai chớp thôi nhá. 5 cánh trắng lai chớp nhá. Em hay gọi là nó là rau muống nhá. Hàng siêu phẩm nhá. Đây nhá. 60.000 một cốc nhá, 60.000 một cốc nhá. 60.000 một cốc hồ điệp này, ship từ 3 cốc trở lên nhá mọi người ơi. Hồ điệp này đang về, mọi người chỉ được chờ hoa thôi nhá. Cho xem trầm gió mắt. Đây nhá, em cho mọi người xem trầm gió mắt nhá. Trầm gió mắt hàng cấy mô bảo hành bán hoa vĩnh viễn cho mọi người nhá, không phải sổ số sổ xéo gì nhá. Đây nhá, đây là trầm gió mắt này. Vàng vàng lá thế kia, xỉ thì thế nào ạ? Ôi chị Đàm Hà, chị Đàm Thành ơi, vàng lá chị mua bất kể một loại hoa nào, em nói luôn em chả giấu giữ gì đâu. Em đố mọi người đi mua được cái hàng nào kể cả xỉ hay không xỉ. Về lá nó xanh mượt ra đấy. Lá dưới này nó lá nó già thì nó sẽ kể cả như em nói như thế này, về sao chị bán hàng cho khách chị nói được. Lá nó già thì nó sẽ phải vàng, giống như người già ấy, bốn mấy tuổi là tóc nó bạc ấy. Đúng không ạ? Ở dưới chân lá thì lúc nào nó phải lá già. Nó nở nó mọc ra từ cái lúc nó còn bé. Thì đến là 1, 2, 3 năm rồi thì nó phải vàng đấy chứ. Hồ điệp có mấy màu, có mấy loại nhá, em chỉ có một loại sả thôi nhá. Hồ điệp nhá, em chỉ có một loại sả nhá. Tại sao ở trên này nó non mà ở dưới thì 1, 2 lá nó vàng thì mọi người phải chấp nhận thôi nhá mọi người ơi, bởi vì nó già mà. Đây nhá, đây là trầm sáu mắt nhá. Đây là trầm sáu mắt nhá mọi người ơi, trầm sáu mắt nhá. Thân dài tầm khoảng độ được 10 cm nhá. 10 cm nhá, tùy nhá, tùy cốc nhá. Giá xỉ thì chị IB cho em nhá, chị Đàm Thành nhá. Giá xỉ chị IB cho em nhá, bởi vì bây giờ đang còn cây đẹp nhá. Lấy thêm một cốc phi điệp 5 cánh trắng. Anh ơi, anh lấy cốc phi điệp 5 cánh trắng ở hàng rau muống đúng không? Nếu mà anh lấy phi điệp 5 cánh trắng hàng rau muống thì để em lấy nhá. Đây nhá, đây là cái này nhá, mặt hoa đây 1 2 3 thân này. Cái hàng 6 mắt này, đây là trầm 6 mắt, không phải trầm 6 mắt lai. Rồi ok chị, hoặc là chị gọi điện cho em vào số 0976 99 9965 nhá, chị Đàm Thành nhá. Cái cốc trầm sáu mắt em bán giá 150.000 nha, 150 nha. Bảo hành bằng hoa thì cho mọi người, không phải là hàng có mắt lai nha mọi người nhá. Thằng này đi chơi đi đi. Mọi người chờ em một chút nha, em đang lấy cây cho mọi người nhá. Mọi người chờ một tí nhá, em đang lấy cây cho các bác nhá. Mẹ ơi. Im. Mẹ. Im à. Đây, hồ điệp đây các bác ơi, có ai chốt không ạ? Lá to nhá, bạn lá to. Có 60.000 một cốc thôi nhá. Wow. Mẹ. Anh ơi, có phải là anh gì đây nhở? Anh bác nào nhở? Đâu nhở? Bác bác gì bác vừa hỏi em này? Bác nào? Nguyễn Đắc Hùng hay Nguyễn Đắc Thái? Nguyễn Đắc Hùng hay Đắc Thái Thái nào? Anh Nguyễn Đắc Hùng ơi, anh lấy cái hàng rau muống này đúng không? Đây này. Bác là có lấy ra hàng rau muống này không? 200.000 này, gộp đơn đúng không? Thì bác lấy thì gộp đơn cho bác nhá. Đây là phi điệp 5 cánh trắng lai chớp nhá. Thì cái mặt hoa của nó, một nó sẽ ra 5 cánh trắng, còn hai nó ra chớp. Nhưng mà đây là ở vườn nhá. Ở vườn thì họ có chụp cho em một cái hình ảnh cái mặt hoa của nó đây nhá. Nó ra rất độc luôn, chớp không ra chớp mà trắng không ra trắng. Em cho mọi người xem mặt hoa của nó nhá. Đây nhá. Đây nhá, đây là mặt hoa đây nhá. Ra cực độc luôn nhá mọi người ơi. Đấy ạ. Bác có chốt cái đơn này không? 201 này, 201 này, anh Nguyễn Đắc Hùng ơi, 201 cái đơn này nhá. Nếu nó ra chớp Mỹ thì mọi người cũng ăn đủ luôn, mà nếu nó ra 5 cánh trắng thì cũng vẫn ăn đủ, mà nếu mà nó ra được như cái bông vừa nãy của em dơ lên ấy thì quá là tốt luôn nhá, vừa có mặt hoa lạ, đẹp, độc để cho mọi người chơi mà cũng lại vừa
vừa được cái giá thành thì nó cũng rẻ thôi, có 200.000 hơn 200.000 thôi. Thân rất xanh luôn. Bác Nguyễn Đắc Hùng ạ. Ok rồi, ok này. Quá đẹp luôn nhá. Bác Nguyễn Đắc Hùng ơi, bác mà thích thì bác IP cho em để em gửi bác sang cho bác cái ảnh của tại bông vườn nó nở nhá. Quá đẹp luôn, nó độc kinh khủng luôn nhá mọi người nhá. Nó độc dã man luôn. Đẹp thật. Hồ điệp có mấy mặt hoa chốt. Ok này, em chốt cho Phước Kiều nhá. Phước Kiều một đơn này nhá. 201 nhá, Phước Kiều nhá. 201 nhá. Ok này, chốt cho Phước Kiều này. Tại vì mọi người đi săn năm cánh trắng thôi, chốt cho bác cái đơn này đi. Nó hơi ngắn nhưng mà nó mấy thân. 201 nhá. Chốt cho đơn này cho bác Phước Kiều nhá. Mặt bông rất lạ. Nó là năm cánh trắng lai chớp mọi người ạ. Này. Này này, Phước Kiều. Chốt cho bác Phước Kiều này. Nó năm cánh trắng lai chớp. Mà cái mặt bông ở vườn nó sổ ra rồi. Em cho mọi người xem lại cái mặt hoa của bố của mẹ nó ra đây này. Đã rồi là nếu mà cái hàng này mọi người, đây mọi người nhìn nha, nó trông nó rất độc nhá. Cực độc luôn nha mọi người ơi. Đây nha, đẹp dã man luôn. Nào các bác nào chốt cái đơn rau muống này ạ, 200 ạ. Đơn này ạ, một thân này dài 19 cm, thân này dài 20 cm. 20 cm và có thân mầm gốc đấy nha mọi người ơi. Đang có thân mầm gốc lên nha. Nào đơn này em bán giá là 210.000 này. 210.000 cho cái đơn này nha. 210, bác nào chốt cho em xin số điện thoại nhá. 210.000 ạ. Nhá. Phải mang hết chùm sáu mắt này ra ghép mới được làm giống. À mọi người không ai chốt thì em nghỉ nhá. Mọi người để ý điện thoại gì nữa nhà em gọi điện cho mọi người nhá. Em chốt cho bác Phước Kiều rồi nhá. Mọi người để ý điện thoại.